1482 Phế tích cổ thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một tòa khí thế to lớn đích hùng thành đập vào mi mắt. Không thể nào, nơi đây tại sao có thể có vật như vậy? Còn lại người tạm thời không đề cập tới, chính là cổ ma, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra không thể tin tin vẻ, lẩm bẩm kinh hô. Đạo hữu không phải nói, ngày xưa ma tổ đại thống lĩnh ở chỗ này quý hai vị chân tiên đồng quy vu tận, bồng lai sơn chính là bị bọn họ dùng đại thần thông từ linh giới xé rách xuống tới, vừa là như thế, nơi này hẳn là nơi cuộc chiến đã xảy ra, vô tận năm tháng đi qua, đã sang bằng liễu ngày xưa dấu vết, nơi này cũng tuyệt không thể có một tòa thành trì. Vạn giao vương ánh mắt nhấp nháy, tự hồ muốn từ cổ ma trên mặt nhìn ra cái gì. Không tệ, nếu như thành này là kẻ đến sau xây nên, kỳ chứng minh có người đã tới, nếu như thế, bọn họ vì sao không đem chân tiên di trong bão khố lấy đi lâm hiên ánh mắt cũng mang theo hoài nghi có câu nói không phải là tộc ta loại kỳ tâm tất dị cổ ma lời vừa mới nói bí ẩn mặc dù không giống làm bộ nhưng khẳng định cũng ẩn tặc liễu một ít đồ vật bổn tôn chắc chắn không hiểu được cổ ma trên mặt hiện lên một tia dữ tợn có tin hay không tùy các vị đạo hữu hối hận vạn giao vương giận tím mặt tốt lắm hiện tại tranh giành những thứ này còn có ý nghĩa gì chúng ta tới đây dặm, là vì tìm kiếm bảo vật, đồ hay không còn ở chỗ này, vào đi xem một cái, không nên cái gì cũng rõ ràng. Đình lâu thản nhiên thanh âm truyền vào lỗ tai, vạn giao vương tự hồ còn không phục, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cánh giám mạnh nhìn xuống tức giận. Mà Lâm Hiên đã ngẩng đầu lên, đánh giá trước mắt kiến trúc. Lần này thành diện tích rộng lớn vô cùng, toàn bộ dùng nghìn cân nặng cự thạch xây, lộ ra vẻ dày cộng nặng nề vô cùng, kiến trúc phong cách cũng cùng hiện tại khác lạ, cả thành, lộ ra một cổ hoang giả dạ thái cổ hơi thở. Mà khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, chính là một cái cổ kính đại môn, ở đại môn kia mặt ngoài, điều khắc rất nhiều tinh xảo hoa văn, hiển nhiên là cái gì phiền phức pháp trận. Nhưng hôm nay, đại môn nhưng hướng hai bên mở rộng, mà rõ ràng nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Mặt ngoài tiếng vỡ ra trải rộng rất nhiều địa phương. Chỗ cũng gồ ghề nói rõ cấm chế đã bị bài trừ, những thứ kia âm ti giới yêu quỷ đã tiến vào trong thành. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt tấn có chút khó coi. Chẳng lẽ chúng ta mới vừa rồi sở nghe thấy nổ, đất trung núi chuyển chính là chút ít âm ti quỷ vật, mạnh mẽ đem lần này cấm chế bài trừ, đem này phiến đại môn đánh sập tạo thành. Điền tiểu kiếm trầm ngâm mở miệng. Đạo hữu nói có lý, kia theo thời gian đoán yêu quỷ cửa vào vào trong thành, ít nhất đã có một canh giờ lâu cổ ma dung mạo vốn là xấu xí vô cùng, lúc nói lời này, càng lộ vẻ kinh người vô cùng, toàn thân, đều lộ ra vô tận hàng khí. Không sai, chúng ta nếu như trì hoãn nữa, bảo vật thật có thể rơi vào trong tay của bọn họ. Lần này phân tích vừa ra mấy tên ly hợp kỳ người tu tiên, sắc mặt đều vẻ lo lắng dưới đi, cấp khó dặn nổi thân hình chật lóe, rối rít tiến vào trong thành. Vào mục đích là một mảnh phế tích, bên trong kiến trúc ai cũng cao lớn vô cùng, chỉ tiếc, phần lớn chỉ còn lại có một chút tàn hàng đoạn bích, nhưng dù vậy, hay là tản mát ra một cổ làm người ta kinh hãi khí thế. Mọi người cẩn thận một chút lần này thành mặc dù không biết lai lịch như thế nào, nhưng bổn tôn đã ngửi được, ở bên trong còn sót lại không ít cấm chế, mặc dù tự hồ chỉ là một chút tàn trận mà thôi, nhưng đối với chúng ta như vậy ly hợp kỳ tồn tại, như cũ có thể tạo thành không nhỏ uy hiếp. Cổ ma thanh âm truyền vào lỗ tai, chẳng biết tại sao, người này thế nhưng hảo tâm nhắc nhở lên mọi người tới liễu. Lâm Hiên trong lòng rùng mình nhưng cũng có người cũng không lĩnh tình. Các hạ cần gì nói chuyện giật gân, bổn vương có thể tu đến ly hợp, cũng là đã sống vài ngàn năm chính là nhân vật, thường cổ điển tịch xem không quá đến không hết, đối với trận pháp, mặc dù không dám xưng mọi người, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe đã nói, tàn phá cấm chế còn có hiệu quả. Vạn Giao Vương cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, chẳng biết tại sao, người này vốn cùng cổ ma không đúng đường. Có cơ hội, tự chê cười, tự hồ hắn cùng với ma tộc trong lúc, có rất sâu thù hận. Tên ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, nhân giới kinh nghiệm cũng có thể áp dụng cho thượng giới sao. Cổ ma trong lòng giận dữ, nếu không phải trọng bảo trước mặt, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem này lão yêu vật xé. Chính là ly hợp cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện hắn nói là sự thật vọng đình lâu thanh âm truyền vào lỗ tai linh giới trận pháp quả thật cùng chúng ta hạ vị mặt biên bất đồng ở nhân giới một cái trận pháp bị phá hư tựu phá hư chỉ cần công phá cấm chế tựu sẽ không phát sinh hiệu quả gì nhưng linh giới trận pháp cho dù bị phá trừ những thứ kia còn sóc lại xuống tới tổn hại cấm chế như cũ có thể phát huy ra không nhỏ thần thông cổ ma trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác, ngay cả chúng ta thường vì mặt biên tình huống cũng hiểu được. Đạo hữu khen trật rồi, tại hạ bất quá là thích xem sách. Vọng đình lâu vân đạm phong thanh mở miệng. Hắn tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, thật ra thì đối với trận pháp, đình lâu chưa bao giờ đọc lướt qua quá, chớ nói chi là hiểu được linh giới tình huống liễu. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn ở trong lòng thỉnh giáo hàng long chân nhân bất quá nhân giới đệ nhất cao thủ uy tín không giống tiểu khả, ngay cả kiệt ngao bất tuần lão giao long đều muốn miệng nằm lại rồi, sau đó trên mặt vừa lộ ra một tia dữ tợn, từ đầu chuyển hướng kia mấy tên nguyên anh kỳ người tu tiên. Mấy người các ngươi sau này lui làm gì, cũng cho ta đi lên mặt, dò đường. Nhưng, năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không khỏi đại biến, đối phương đây là muốn bọn họ ở phía trước làm pháo hôi tới. Tiền bối, bọn ta mấy tu vi cũng quá thấp tên khất cái kia bộ dáng nguyên anh kỳ tu sĩ ngập ngừng nói trong lòng sớm hối hận được ruột cũng thanh rồi tham lam quả nhiên có trả giá thật nhiều làm như nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả hắn vốn là đi tới chỗ nào cũng là làm người ta kính sợ chính là nhân vật nhưng nghĩ sai thì hỏng hết đi tới nơi này tu la chi môn dặm hôm nay lại bị ly hợp kỳ lão quái bắt được làm như pháo hôi thiếu gia ở chỗ này dài dòng ngươi rồi hãy nói nữa không bổn vương đem ngươi trừ hồn luyện phách. Vạn con thùng lùng vương tàn bạo nói, dù sao tu tiên giới cũng không nói nhân nghĩa đạo đức, đối với mấy tên cấp thấp người tu tiên, lại càng không dùng lá mặt lá trái. Còn lại người tất cả cũng thì làm như không thấy. Lâm Hiên trên mặt lại càng chút nào vẻ mặt cũng không, nếu muốn nhận được bảo vật, vậy thì nếu rơi xuống giác ngộ, loại khi này, cấp thấp người tu tiên, nhất định là bị coi như dò đường pháo hôi sử dụng. Tiền bối bớt giận, vãn bối đi lên đầu đã đi tình thế so sánh với người mạnh nếu như hiện tại cự tuyệt đem bị chết vô cùng tàn khốc đối với tu tiên xem ra nói ai cũng biết trừ hồn luyện phách thống khổ do đường mặc dù cũng gặp nguy hiểm nhưng vốn sống khá giả hiện tại rơi xuống mấy tên nguyên anh kỳ người tu tiên mặc dù mọi cách không tình nguyện nhưng vẫn là biết nên lựa chọn như thế nào sầu mi khổ kiểm tiêu sái ở phía trước liễu đang lúc này vừa một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, sau đó ung ung tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến, phản phất có người đang kịch liệt đấu pháp một loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1483 Chương 1483 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mặc dù ở chỗ này ngoại, mọi người thần thức đều bị suy yếu đến là cái, người, khó có thể tin nổi tình trạng. Nhưng nọ, na, nổ mạnh thanh âm thật sự là quá, Lâm Hiên như trước nghe được rõ ràng. Tự hồ là thành trung tâm truyền đến. Chẳng lẽ những này âm hồn quỷ vật đã tìm được bảo vật chỗ, chính tại toàn lực đem cấm chế bài trừ. Ân, ừ, rất có có thể. Nọ, na, còn chờ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này nhược thì bảo vật tối hậu còn bị một đám lệ quỷ đoạt được nọ na mới thật sự là to lớn chê cười tu vi có thể ly hợp người cái nào không phải cáo già nhân vật tuy nhiên tiên nhân di bảo dụ dỗ thật sự là quá nhãn xem tới được đầu mối một cái người cái người kích động được mặt mày đỏ bừng này là lâm hiên cũng không có thể ngoại lệ thậm chí còn muốn cung nhiệt không hắn Nói khởi đối tiên gia bảo vật hiểu rõ trình độ, chỉ sợ này là vị kia đến từ thượng giới ma tổ, so với hắn cũng muốn kém cỏi một bậc. Tu La thần huyết công hiệu Lâm Hiên chính là chính mắt thấy. Có vật ấy trợ giúp, Nguyệt Nhi không chỉ có đột phá thiên địa pháp tắc trói buộc, trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, hơn nữa chỗ tốt còn xa không chỉ hơn thế, tiểu nha đầu cùng nhau thăng cấp, tại kết anh đồng thời liền mại vào nguyên anh hậu kỳ. Chuyện như vậy tại tu tiên giới quả thực kinh thế hải tục hoặc là thuyết căn bản là không có phát sinh quá. Tuy nhiên tu la thần huyết liền có này dạng thần kỳ hiệu quả. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nọ, na, bất quá là a tu la vương ngón tay thượng một giọt huyết. Mà bọn họ hiện tại sở đứng chỗ, cũng là có hai vị chân tiên chung cốt, vị kia ma tổ cặp thống lĩnh thực lực cũng so sánh phản phất, nơi này hội, gặp, có cái gì, có thể bị người khác chờ mong đến cực chỗ. Tiên nhân thân thượng tùy tiện nhất không ra gì vật, thâu trị, chỉ sợ cũng sẽ không so sánh vô định hạ trung tu la thần huyết kém cỏi. Tục ngữ nói, người vì tài mà chết, chim tham ăn mà vong, như vậy đại dụ dỗ bày ở trước mắt gia như thế nào có thể không động tâm ni. Định lực cho dù tốt cũng là uổng công. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ hiện lên, vốn là đối với định núi bảo vật, hắn ông chính là lấy được đến cố nhiên hảo, thủ, lấy, không được cũng không có gì hay thất vọng tâm lý gia dù sao phi thăng linh giới mới là mục đích duy nhất nhưng giờ này khác này, tưởng pháp cũng cải biến. Có thể có rất lớn khó khăn, không nói đến phía trước âm hồn quỷ vật, chính chung quanh này vài tên ly hợp kỳ tu tiên giả, đối tiền nhiệm gì nhất nhân, Lâm Hiên cũng không có thắng nắm chắc, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ ni? Tính, xe tới trước núi tất có đường, trước nhìn tình huống nói nữa. Lâm Hiên hít vào một hơi, đem trong lòng tham niệm đè ép đi xuống, bảo vật cố nhiên muốn lấy trừ nhưng vì lần này liều mạng hắn là tuyệt không hội, làm. Thiên kim chi tử không tọa thùy đường, nếu không một khi ngã xuống, cho dù tốt bảo vật, lại có ích lợi gì đường. Vài tên ly hợp kỳ lão quái tất cả vội vàng đoạt bảo đa tự nhiên không có thời gian trì hoãn, cũng không cần nhân dò đường, tuy nhiên xuất đề dự liệu chính là gia nọ, na, năm tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, trên mặt hiện lên vài phần giấy dù vẽ, lại lại theo sau theo kịp. Dù sao không phải mỗi người cũng có lâm hiên như vậy giác ngộ, tiên đề di bảo dụ dỗ, đã áp quá bọn họ đối tử vong sợ hãi. Lâm Hiên đêm này tất cả nhìn tại trong mắt, khóe miệng biên không khỏi lộ ra một tia vẻ chăm chọc da giờ phút này, nọ, na, nà, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là có cơ hội trốn tới, bọn họ lại làm ra này dạng lựa chọn quên hết đau đớn sau khi lành vết thương, coi như bị nhân trừ hồn luyện phách, cũng là gieo gió gạt bão. Dọc theo đường đi ra không có gặp cái gì cách trở, tuy nhiên âm hồn quỷ vật thi thể, trái lại nhìn thấy đa cụ tử tương thê thảm không nở nhìn đều đều không ngoại lệ đều là ngã xuống tại những này tàn phá cấm chế trong. Chúng đề trong lòng nghiêm nghị, thế mới biết cổ ma cùng đình lâu nói không sai da di động mặc dù như trước nhanh chóng, nhưng nhưng trong lòng đều bỏ thêm vài phần cảnh mạng trong lòng. Ước nhất chung trà công phu sau này, bọn họ rốt cục đi tới này tọa cổ thành trung tâm. Âm phong tàn phá bừa bãi, sát khí trùng thiên, bạo liệt thanh càng phát ra đinh tai nhức ốc đứng lên. Tại nọ, na, cổ thành trung tâm, lại thì một tòa to lớn kiến trúc, nhìn qua cũng rất tàn phá, nhưng tương đối đến thuyết, tốt nhiều lắm. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng, tại nọ, na, kiến trúc thượng phương quải trứ một khối hậu trọng bản hiệu mặt trên long phi phượng vũ viết tam cái, người, chữ to, bì, thiên tiên cát. Lâm Hiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi nghiêm nghị đi lên, cùng ngọc đồng giảng trung miêu tả giống nhau, cái gọi là tiên nhân di bảo, có thể hay không liền ở này trong đại điện. Những này cái gọi là âm hồn quỷ vật, quả nhiên so với bọn hắn tới trước một bước, đáng tiếc thì phí công, bị thiên tiên các bên ngoài tầng thứ nhất cấm chế chiêu trụ. Mà những này âm hồn quỷ vật trong nhất nhà nhãn có hai cái, người. Nhất thì người mặc thanh bào lão giả, một cái khác, chính là trứ đế vương phục sức thiết trụ vương. Hai người đều là ly hợp hậu kỳ, cùng vạn giao vương còn có vọng định lâu đồng cấp. Cho tới mặt khác quỷ vật, mặc dù quái mô quái dạng nhưng nói quá nguyên anh mà thôi chút nào không đủ gây cho sợ hãi các ngươi rốt cục còn thị đến thiết trụ vương sắc mặt khó coi dĩ cực bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ tới chỗ này không nghĩ tới tối hậu lại là như vậy kết quả rõ ràng bảo vật liền tại trước mắt lại ngược lại bị tối hậu tầng thứ nhất cấm chế vây khốn đáng ghét rõ ràng cần thiếu chút nửa điểm ánh mắt tại lai nhân người mới đến trên người đảo qua quỷ vật môn nhóm vẽ càng phát ra khó coi ba tên ly hợp kỳ tu tiên giả một người yêu tộc còn có một cái người lại thì cổ ma cho tới nọ na năm tên nguyên anh tu sĩ đồng dạng bị xem nhẹ quá đi từ nhân số đến thuyết yêu quỷ môn nhóm như trước chiếm thượng phong nhưng thực sự thực thực lực kỳ thật thật xa không kịp nhưng này bất quá là mặt ngoài mà thôi lâm hiên điền tiểu kiếm một đám người đồng dạng vô tâm tệ, nếu như bảo vật hiện thế, hỗn chiến thì tránh không được. Thay lời khác thuyết, hiện tại cục diện, nọ, na, là phi thường phức tạp. Mặc kệ là ai, cũng không có tuyệt đối thực lực cướp được bảo vật. Yêu quỷ môn, nhóm, ngừng thủ, song phương dặn có đi lên. Qua ước non nửa chung trà công phu, nọ, na, thanh bào lão giả nhướng mày, đột nhiên đề khí lớn tiếng nói chuyện. Các vị đạo hữu, bảo vật chưa còn hiện thế đa chúng ta không có cần phải liền ở chỗ này động thủ, mọi người trước đồng tâm hiệp lực đem bảo vật lấy ra, đến lúc đó tái quyết định thuộc sở hữu. Hừ, các ngươi những. Này âm ti giới gia hỏa, đừng nghĩ tạp chỉ tiên gia bảo vật, thức thời liền chính mình thối lui khỏi, nếu không đừng trách chúng ta trước đem bọn ngươi bắt, sau đó tái đem cấm chế bài trừ. Vạn giao vương nhưng không lĩnh tình, ngữ mang uy hiếp mở miệng đạo hữu chẳng lẽ là đang nói nằm mơ, không sai, các ngươi bên kia thì có năm tên ly hợp, nhưng lão phu nhược thì không có đoán sai, chỉ sợ cũng cũng không tâm tề, muốn không chính là ta cô lậu quả văn loài người, yêu tộc còn có cổ ma cũng có thể toán làm cùng nhau, đồng tâm cùng đức. Thanh bào lão giả mặt hiện lên khinh thường vẻ, cười lạnh thuyết. Huống chi tu la chi môn mở ra, tới nơi này ly hợp kỳ tồn tại cũng không chỉ chúng ta mấy cái, người, thực sự đánh nhau, không nói đến đến tột cùng ai thắng ai thua, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể phân ra mạnh yếu sanh tử tới, như có, nửa nhân siêu đến nơi này, chư vị đạo hữu cảm giác được chính mình đoạt bảo tỷ lệ thì lớn hơn nữa còn thì càng nhỏ chút lời còn chưa dứt, đừng nói lâm hiên điện tiểu kiếm hai tên sơ kỳ tu tiên giả, này là cổ ma, vọng định lâu cũng đã biến sắc, coi như lai nhân, người mới đến, thực lực, cùng bọn họ so sánh với, thật xa không kịp, có khả năng càng nhiều người, này biến sổ, tương ứng cũng lại càng lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1484 Hết đường xoay sở thượng cổ cấm chế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lời nói này của âm hồn hiển nhiên không có hảo ý, nhưng sở nói cũng đúng lẽ phải, còn lại. Người kế hoạch nham hiểm, trong khoảng thời gian ngắn tất cả cũng toàn bộ trầm mặc tốt tự theo đạo hữu nói một lát đem cấm chế bài trừ đến tột cùng ai có thể vào tay bảo vật tự các bằng thần thông tốt lắm cổ ma nhãn châu xoay động như thế như vậy nói vạn giao vương cả người yêu khí dâng lên nhưng giống như trước cũng cũng không nói đến cái gì phản đối ngôn ngữ tới vọng đình lâu giống như trước khe khẽ gật đầu còn lâm hiên cùng điền tiểu kiếm hai người liếc nhau một cái, lấy hai hắn đích thực lực, tự nhiên càng thêm sẽ không cùng mọi người làm phản đối. Huống chi lần này lời nói chắc chắn hợp tình hợp lý, nếu đạt thành hiệp nghị, mọi người không trì hoãn nữa. Lâm Hiên đưa tay vỗ, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang từ trong túi trữ vật bay vút đi ra ngoài. Hôm nay không thấy bảo vật, chỉ là đem cấm chế bài trừ, hắn tự nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, còn lại người cũng không sai biệt lắm, mặc dù không xuất toàn lực nhưng là cũng không trì hoãn, rối rít xuất thủ bắt đầu cùng oanh này trước mắt cấm chế tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm có tiếng không ngừng, đinh tai nhức ốc tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến. Nói đến trước mắt trận pháp, cũng không phiền phức, chính là một tầng đủ mọi màu sắc màn sáng, đem trọn đại điện cho bao phủ trong. Nhìn qua, tự như một tầng bình thường vòng bảo hộ. Trừ màu sắc huyến lệ một chút, cũng không có chút nào thu hút nơi nhưng mọi người công kích đánh lên đi, dường như nhìn không ra hiệu quả. Ước chừng nửa canh giờ đã qua, kia màn hào quang sợ phát ra linh khí, như cũ không có chút nào yếu bớt. Điều này sao có thể? Lâm Hiên sắc mặt mặc dù như cũ lạnh khốc, nhưng trong lòng có chút động dung liễu. Bọn họ một nhóm người này tuy là tạm thời tổ hợp, nhưng trong đó nguyên anh hậu kỳ tồn tại nhưng có vài chục, ly hợp kỳ lão quái lại càng đạt hơn bảy người nhiều. Như thế đội hình đã không chỉ là xa hoa hai chữ có thể tới hình dung thậm chí có thể nói như vậy bọn họ liên thủ quét ngang nhân giới tuyệt không có chút nào khuyết đại nơi mặc dù mỗi người cũng không có suất toàn lực nhưng này công kích như cũ đáng sợ vô cùng khoảng nửa canh giờ đi qua theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng hẳn là có một chút hiệu quả mà tuyệt không nên nên giống như hiện tại liền giống như vô dụng đạo lý này lâm hiên trong lòng hiểu rõ những người khác làm sao vừa không rõ ràng lắm dù sao có thể đi tới một bước này mỗi người kia đã trải qua vô số mưa gió vọng đình lâu dẫn đầu dừng tay lại tiếp theo là cổ ma sau đó bao gồm âm hồn quỷ vật tất cả mọi người thu hồi của mình pháp thuật cùng bảo vật hai mặt nhìn nhau mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi xem ra trận pháp này rất khó dùng sức mạnh lực bài trừ đang ngồi chư vị đạo hữu trong không biết người nào am hiểu trận pháp thuật vọng đình lâu thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn mặc dù là nhân giới đệ nhất cao thủ, nhưng trừ pháp thuật thần thông, còn lại tạp học, cũng rất ít đọc lướt qua, mượn trận pháp mà nói, tuy không phải một chữ cũng không biết, nhưng cũng bất quá là chạm đến gia lông mà thôi, ít nhất giống như trước mắt mà nói, căn bản không có nửa phần công dụng. Trận pháp, Lâm Hiên tự nhiên hiểu một chút. Mặc dù xưng không hơn tông sư cấp, nhưng lúc này nơi đây, hạt giữa bầy gà hẳn là không có vấn đề gì dù sao lúc rỗi rảnh, hắn vẫn đều có nghiên cứu thiên nguyên trận thư, mặc dù này cổ tu sĩ lưu lại điển tịch, thức sự quá thâm ảo liễu một chút, nhưng bao nhiêu hoàng thị hữu một chút thu hoạch. liền một chần chờ, Lâm Hiên cũng không có động thân ra. Dù sao phá không được cấm chế, vừa không là tự mình một người gấp gáp. Cho dù thật ở chỗ này ra khỏi lực mạnh, lão quái vật cửa cũng sẽ không đem tiên nhân chi bảo chấp tay nhường cho ngược lại sẽ khiến cho bọn họ ghen tị với hiểu lầm. Lấy Lâm Hiên lòng dạ, loại này phí sức không lấy lòng việc ngốc, hắn dĩ nhiên sẽ không đi làm. Buồn bực thanh âm nổi tài là sự chọn lựa tốt nhất. Mà còn lại người thì hai mặt nhìn nhau đã dậy. Trong bọn họ cho dù một, thả vào nhân giới, không chỉ có riêng là nhất phương bá chủ, mà là dậm chân một cái cả nay thiên vân 12 châu cũng muốn chiến rung lên chính là nhân vật. Ở đại lục khác, tình huống cũng giống như vậy, ly hợp kỳ cao thủ, tại hạ vị mặt biên ở bên trong, đã là đính mà tim mà liễu. Có thể cùng vọng đình lâu tình huống giống nhau, bọn họ thần thông không kém, hết lần này tới lần khác tạp học đọc lướt qua cũng là không nhiều lắm. Thứ nhất là không có thời gian, dù sao chỉ là tu luyện ngồi xuống, cũng đã đem phần lớn tinh lực dính dấp. Thứ hai, cho dù có, những thứ này lão quái vật cũng không mảnh đi làm. Dốc hết sức rơi xuống thập biết, Trước kia bọn họ tầm bảo hoặc là mạo hiểm thời điểm cũng không phải là không có gặp quá cấm chế, vốn dĩ kia mạnh mẽ thực lực, kia còn phải dùng tới đi biết cái gì trận pháp thuật, trực tiếp dùng cậy mạnh có thể dễ dàng bài trừ. Trước kia là trăm thử không được, nơi nào hiểu được giờ phút này lại cứ nhiên mất đi hiệu quả, chỉ có thể ở nơi này rất buồn bực dương mắt nhìn liễu. Nhất để cho bọn họ buồn bực chính là tấn công mạnh liễu nửa canh giờ, lại không có nửa điểm hiệu quả nếu không cho dù là có một chút chút tức nhược, bọn họ cũng không trở thành như thế mặt ủ mày châu liễu. Cùng lắm thì dùng nhiều một ít thời gian. Nhưng bây giờ nhìn lại, trận pháp này tự hồ khác có huyền kỳ ở đâu đầu, cậy mạnh không thể nói hoàn toàn không có có hiệu quả, nhưng ít ra ly hợp kỳ tu sĩ rất khó dùng loại phương pháp này đem công phá. Nhưng lúc đó rời đi cũng là bất cứ người nào cũng không muốn. Trầm mặt. Qua hẹn thời gian một chén trà công phu ta chấm t biết một chút trận pháp thuật như nợ về chấm n h ưng có thể hay không để cho thiếp thân nhìn một chút đây thanh âm kia mang theo vài phần thấp thỏm bên trong sợ hãi ý cũng là cực kỳ rõ ràng lâm hiên quay đầu đã nhìn thấy một tờ coi như xinh đẹp trước mặt lỗ là bị bọn họ gấp khỏa mà đến năm tên nguyên anh tu sĩ một trong vị kia dung nhan xinh đẹp cô gái nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi tuổi nguyên anh trung kỳ dĩ nhiên chân thật tuổi thọ khẳng định xa xa không chỉ. Mà nàng này dung mạo mặc dù coi như còn nhưng, nhưng da nhưng ngâm đen đến cực điểm. Gì? Vọng đình lâu ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Dạ. Đúng vậy, cùng các vị tiền bối so sánh với, thiếp thân tu vi mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng ta từng là lôi châu tư đồ gia đệ tử, cho nên. Nàng này làm như nguyên anh trung kỳ người tu tiên, vốn là cũng là thiên chi kiêu nữ nhân vật tầm thường nhưng không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so sánh với hàng đối mặt trong truyền thuyết nhân giới đệ nhất cao thủ nhưng ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lôi châu tư đồ gia trừ cổ ma cùng những thứ kia âm ti giới quỷ vật bao gồm lâm hiên ở bên trong mấy vị loài người người tu tiên trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng công phu thời gian ngay cả vạn giao vương đô lên tiếng, ha hả a cười lớn lên liễu. Vốn là bọn họ gấp khỏa tới mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá là làm như pháo hôi tới, không nghĩ tới nhưng ở chỗ này, phát huy ra lớn như vậy chỗ dùng. Thiên Châu đã bị hủy bởi thượng cổ chiến hỏa, 12 châu ở bên trong, tự nhiên lấy Vân Châu cầm đầu. Cao thủ nhiều nhất, nằm thế lực lớn toàn bộ ở vào nơi này. Song cũng không phải là nói, Vân Châu ở tu tiên bách nghệ ở bên trong, mỗi một hạng cũng không người nào có thể kịp còn lại châu phủ bao nhiêu vốn cũng có đầm rồng hang hổ chính là nhân vật nói thí dụ như lôi châu trần pháp ở tất cả châu trong phủ chính là tốt nhất mà ở vài ngàn năm trước tư đồ gia lại càng lôi châu đại phái đệ nhất sở luyện chế trần pháp cấm chế cũng đoạt tay vô cùng chỉ bất quá sau lại lúc dời thế dễ dàng từ từ không có rơi xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1485 Chương 1485 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khởi chập trùng phục, tại tu tiên giới vốn là tái bình thường bất quá, tuy nhiên lôi châu tư đồ gia lại muốn phá lệ không may một chút. Gây thù hằn quá nhiều. Tại cái đó cường thịnh lúc tự nhiên nhìn không ra nhiều chỗ hỏng, bọn đạo chích hạng người mặc dù ngầm hận được nghiến răng nghiến lợi nhưng ai lại dám đến vuốt trâu hùng khả đương cái đó suy sụp yêu ma kẻ tiểu nhân liền tất cả đều nhảy ra ngoài tường ngã mọi người vi bỏ đá xuống giếng tại tu tiên giới thì tái bình thường bất quá từng oai phong một cõi lôi châu tư đồ gia dĩ nhiên bị diệt tộc mà bọn họ huyền diệu trận pháp tài nghệ cũng bởi vậy không một tiếng động từ đó thất truyền đi xuống Vọng đình lâu tại điển tịch thượng nhìn thấy này thì đã ghi chép lúc sau này, còn đã từng thổn thức không thôi. Không trách được hôm nay tu tiên giới không có cách nào cùng thượng cổ so sánh với, chính bởi vì có quá nhiều đồ, bởi vì này dạng như vậy nguyên do mất đi ở tại lịch sử trường Hà Lý. Ngươi thật sự là lôi châu tư đồ gia đệ tử. Mừng rỡ rất nhiều, vọng đình lâu vẽ lại trầm mặt đi xuống, thanh âm trong cũng mang theo nhất điểm hoài nghi. Tiền bối đa lự, coi như mượn thiếp thân một trăm lá gan, lại nào dám lừa gạt ngươi, hai vạn niên, ta tư độ gia bị diệt tộc, nhưng nhiều ít còn thị có một chút tu sĩ chạy thoát đi ra ngoài, vạn bối chính trong đó nhất mạch truyền thừa xuống, đối với tổ truyền trận pháp, cũng có một chút tài nghệ, đương nhiên, có thể hay không đem trước mắt cấm chế bài trừ, lại cũng không có mười phần nắm chắc. Nữ tử lý lý trên trán thanh ti, nói chuyện dè dặt. Ta đây môn, nhóm, tự nhiên trong lòng có biết, mặc dù phá không được, cũng sẽ không quái. Vọng đình lâu vẻ mặt ôn hòa, còn lại lão quái vật, cũng liên tục gật đầu, bất quá bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhãn trung đã có nóng bỏng quan mang hiện lên. Ai hy vọng tay không mà về ni? Mặc dù động thủ phá trận chính, ngay cả vạn giao vương vẻ, cũng cùng thiện dĩ cực. Các tiền bối ký có phân phó, thiếp thân tự nhiên hội, gặp, hết sức, bất quá. Tư đồ phương nói tới đây, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, rõ ràng muốn nói lại thôi. Có cái gì nói, tạm thời nói rõ, không dùng này dạng ấp a ấp úng. Vọng đình lâu nhướng mày, như thế như vậy mở miệng. Mặc dù nói sai, chúng ta cũng sẽ không dán tội. Không sai, không sai. Ngay cả hai cái, người, âm hồn cũng phụ họa theo đuôi, bọn họ mặc dù đến từ âm ti, không biết đạo lôi châu tư đồ gia thị vật gì vậy nhưng vài tên loài người ly hợp kỳ lão quái như thế coi trọng khẳng định thì có khác nội tình tại bên trong cổ ma mặc dù không có mở miệng nhưng hiển nhiên ý kiến cũng là nhất trí cho tới lâm hiên cùng điền tiểu kiếm phản ứng như trước giống nhau giờ này khắc này khó chịu thanh nổi tài là sự chọn lựa tốt nhất nếu các tiền bối nói như thế nọ na thiếp thân để lại tùy tiện nếu như vãn bối có thể may mắn đem trước mắt cấm chế bài trừ còn thỉnh chư vị không nên đem chúng ta trở thành vật hy sinh đến dùng, ta ngủ huynh mùi tính ni. Nàng này ngã cũng là dứt khoát nhân vật, hoặc là thuyết, hôm nay căn bản là không có thời gian lá mặt lá trái, cùng những. Này ly hợp kỳ tồn tại đùa dẫn tâm cơ, thuần túy là tìm tử, còn không bằng trực tiếp một chút. Nàng cũng coi như giảng nghĩa khí, hôm nay thân ở nguy cơ, cũng không thăm chính mình, đem tứ danh kết nghĩa huynh mùi tánh mạng cũng bao quát đi vào ngũ muội nọ na vài tên nguyên anh kỳ tu tiên giả trên mặt đều bị lộ ra cảm kích vẻ ai nói tu tiên giả liền nhất định vì tư lợi bọn họ mặc dù chỉ là kết nghĩa nhưng lẫn nhau gian giữa tình cảm so với thân huynh muội còn thân nếu như chỉ là yêu cầu này ta có khả năng đáp ứng ngươi vọng đình lâu chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn nhưng ngữ khí trong lại có chứa nhất luồn người khác tinh phục mùi vị Vạn giao vương trên mặt cũng hiện lên một tia nóng bỏng vẻ, tự như thay đổi một cái, người, nhân dường như nói chuyện. Giả như xưng đem cấm chế bài trừ, bổn vương thậm chí còn có thể cho nửa một chút chỗ tốt, chính là nguyên anh kỳ tu tiên giả, tiên nhân chi bảo cố nhiên không dùng suy nghĩ, nhưng sợ tống dư đồ, đối sau này tu luyện, chỗ tốt tuyệt đối cũng là rất lớn. Này thời khắc máu chốt, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị cái gì đoạt bảo mới là đệ nhất muốn vụ ai hội gặp ăn no chống đỡ đi gặp khó khăn các vị nguyên anh kỳ tu tiên giả nọ na thiếp thân liền đa tạ các vị tiền bối tư đồ phương dáng đẹp nhất phúc còn lại vài tên tu sĩ cũng đại thở phào nhẹ nhõm cùng này chủng cấp bậc lão quái vật đãi chung một chỗ thật sự là áp lực dĩ cực này hồi tánh mạng cuối cùng thì không ngu nhìn phía ngũ mùi ánh mắt càng phát ra cảm kích bất quá tư đồ phương giờ phút này có khả năng không có thời gian cùng bọn họ ngôn ngữ. Nàng này nhất định cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, sống 700 tuổi hơn nhân vật, tu vi mặc dù không thế nào, nhưng thấy nhận thức tuyệt đối không thể có thể nông cạn, nàng trong lòng có biết, ly hợp kỳ lão quái môn, nhóm, vẻ mặt ôn hòa, đó là bởi vì nàng có thể có thể đem cấm chế bài trừ, này liên quan đến trước bọn họ có thể hay không vào tay bảo vật, cho nên mới đối với chính mình như thế trọng lượng. Giả như chính mình thất bại. Vài tên lão quái quê quá hóa khùng, khi đó hậu quả có thể bị thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá này cử mặc dù mạo hiểm chút, nàng nhưng không nhận là mình làm được có sai, tục ngữ nói, phú quý hiểm trung cầu, kỳ ngộ nhất định phải chính mình đồng thủ nắm giữ, nếu như lúc này không bức bách đối phương làm hạ hứa hẹn, nọ, na, chính mình huynh muội ngủ cái, người, sớm muộn nếu bị đương tác vật hy sinh. Trong đầu ý nghĩ chuyển quá, tư đồ phương bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi hướng về phía trước đi tới mới vừa rồi nàng mặc dù cũng tham gia cùng công kích nhưng bất quá là trốn ở xa xa căn bản là không có thời gian phân tích nọ na cấm chế đến tột cùng là vật gì vậy ngũ thải quan vẫn lưu chuyển không thôi nhìn qua nhạ nhãn dĩ cực nhưng trường này bên ngoài tịnh không có gì cầm biệt đồ lâm hiên liền ở này không xa địa phương trên mặt chút nào dị sắc cũng không nhưng kỳ thật đã xem thần thức thả ra Lúc này mỗi người đều ở nhìn này trận pháp, hắn cử chỉ động tác, tự nhiên chút nào cũng không có nhà nhãn chỗ. Kim mộc thủy hỏa thổ, lại đem ngũ hành nguyên khí, tất cả đều bao quát đi vào. Lâm Hiên ở trong lòng thì thào tự nói, dĩ hắn hôm nay trận pháp tài nghệ, cũng rất khó nhìn ra cái gì manh mối, chỉ là cảm giác được này cấm chế huyền diệu dĩ cực, tự hồ là một loại đặc biệt hợp lại trận pháp. So sánh trước kia tiếp xúc quá, đều phải phức tạp nhiều lắm nếu như chính mình đem chỉnh bộ thiên nguyên trận thư tất cả đều tham tường thấu triệt có lẽ còn có thể đem trận này bài trừ bất quá hiện tại sao lâm hiên trong lòng như thế tưởng trứ ánh mắt đã giống như bên cạnh nữ tử tảo đã qua trong lòng có chút tò mò tại mấy vạn năm trước lôi châu tư đồ gia trận pháp tài nghệ tại nhân giới xác thật không người có thể đụng nàng đến tột cùng có thể biểu diễn xuất cái gì làm cho lòng người động đồ nàng này ánh mắt tại trận pháp thượng đảo qua theo sau liền cúi đầu trầm ngâm đi lên. Bất luận là nhân loại tu tiên giả, còn thì bên cạnh âm hồn quỷ vật, tất cả đều bảo trì trầm mặt, thậm chí ngay cả linh áp cũng thu liễm đứng lên, sợ đối nàng này phá trận tạo thành quấy nhiễu cùng ngoài ý muốn. Đột nhiên nàng này ngẩng đầu lên đến, ngọc thủ tại bên hông vỗ, chỉ thấy linh quan chật lóe, nhất kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt. Thì một cái, người, bàn tay lớn nhỏ viên bàn. Bề ngoài thường không có gì xuất chúng chỗ, tài liệu cũng không đặc thù, tự hồ ngay cả pháp bảo cũng không như, gần thị nhất kiện linh khí thôi. Đây là cái gì? Chúng lão quái ngẩn ngơ, Lâm Hiên ánh mắt lại phát sáng lên. Hai người cách xa nhau mặc dù có hai mươi hơn trượng, nhưng dĩ Lâm Hiên nhãn lực, thấy vậy còn thị rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1486 Chương 1486 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nọ, na, viên bàn thô vừa nhìn, không có gì chỗ đặc biệt, nhưng dùng thần thức đảo qua, lại phát hiện cái đó chánh diện cùng mặt sau, hoàn toàn bất đồng. Mặt sau rất nhiều ký hiệu, ngay cả đình lâu, vạn giao vương đẳng, v, v. Ly hợp hậu kỳ tồn tại, cũng thấy vậy vẻ mặt mờ mịt vẻ, tuy nhiên Lâm Hiên lại có thể biết. Ngã không phải nói, Lâm Hiên so sánh vọng đình lâu còn muốn gặp nhận thức trong lớn, hắn gặp gỡ tái kỳ lạ, đối phương dù sao cũng là sống gần 2.000 niên tồn tại. Nói tri thức, Lâm Hiên so sánh đình lâu lượt có không kịp, nhưng những... Này ký hiệu, cũng là chỉ có trận pháp sư mới có thể nắm giữ đồ. Lâm Hiên nhãn trung quan mang kỳ lạ hiện lên, nhưng nhìn trong lòng như kinh đào hải lãng loại cuồn cuồng đi lên. Chẳng lẽ nàng này trong tay đồ, chính trong truyền thuyết, khắc cấm sao? Vật này đại danh Lâm Hiên đã sớm như sắm bên tai. Thiên nguyên trận thư trung từng không chỉ một lần nhắc tới quá, hơn nữa thì tràn ngập tán thưởng vẻ lực mơ hồ, còn có chút hâm mộ cùng đố kỵ. Tại thượng cổ lúc, khoảng cách này ước chừng 100 vạn năm trước tả hữu, tu tiên bách nghệ trung trận Pháp từng phồn vinh nhất thời. Thậm chí vượt qua luyện đan thuật cùng chế khí. Khi đó chỉ là trận Pháp nhất đạo, liền chia làm nhiều lưu phái, quả nhiên là bách hoa tề minh có mâu tự nhiên có thuẫn bởi vì trận pháp quá mức hương thịnh lưu hành tu sĩ trong cũng diễn sinh ban đầu chủng mới nghề nghiệp phá trận sư danh như ý nghĩa chính chuyên môn bài trừ cấm chế bố trí một cái người trận pháp bình thường đến thuyết muốn cần trận bàn cùng trận kỳ đương nhiên trận phù thị đặc thù đồ mà phá trận sư cũng có chính mình có một vật trong đó nổi danh nhất không khác cấm bàn không có ai khác. Dùng vật ấy phá trận, có không tưởng được hiệu quả. Coi như không phải phá trận sư, thường thường cũng tha thiết ước mơ vật ấy. Cho dù đối với trận pháp một chữ cũng không biết, có bảo vật này cũng có thể dễ dàng đem một chút không quá phức tạp trận pháp bài trừ. Thật sự là ở nhà lữ hành, xuất ngoại tầm bảo chuẩn bị vật. Đáng tiếc khắc cấm bàn số lượng quá ít, ngã không phải vật ấy tài liệu có cái gì đặc thù hoặc là luyện chế đứng lên có như thế nào khó khăn mà là cho dù tại phá trận sư trong cũng chỉ có cực một số nhỏ nắm giữ luyện chế khắc cấm bàn kỹ thuật truyền nam bất truyền nữ truyền bên trong bất truyền ngoại mà chút phá trận sư bình thường còn bị ngay lúc đó các thế lực lớn mời chào nghiêm mật bảo hộ đứng lên vốn là có không ít người muốn dùng sư hồn thuật đến thu hoạch cách điều chế kết quả mưu đồ hồi lâu lại đồ tốt nghe thấy có sự thành công ấy sau lại thời gian trôi qua, biển cả tạp điền, phá trận bàn kỹ thuật, càng là thất truyền. Xem thiên nguyên trận thư, Lâm Hiên đã sớm biết có này dạng bảo vật, tuy nhiên sợ đổi lấy, cũng bất quá thì thổn thức thôi. Này hồi vận khí thật sự là không sai. Lâm Hiên ánh mắt tại tư đồ phương bóng lưng thượng đảo qua, đã ở mưu đồ một hồi như thế nào đoạt bảo. Vật này, rơi tại chính mình này dạng trận pháp sư trong tay, cái đó giá trị, có thể bị khó có thể dùng tinh thạch phỏng đoán. Hơn nữa mặc kệ thì đình lâu còn thì cổ ma, hoặc là vạn giao vương còn có đứng ở một bên âm hồn quỷ vật, bọn họ nếu không rõ ràng lắm, nọ, na, liền tuyệt không hội, gặp, cùng chính mình đoạt. Khó khăn hẳn là không lớn, nhưng là tốt sinh mưu đồ. Trong lòng như thế tưởng trứ, Lâm Hiên ánh mắt càng thêm chú ý, đương nhiên, ở mặt ngoài nhìn không có lộ ra mảy may sơ hở tới. Ở đây, mặc dù đều là cáo già gia hỏa nhưng giờ này khắc này không ai hội gặp đặc biệt chú ý sắc mặt của hắn trái lại nàng kia đã bị dám thì càng nhiều mỗi người trên mặt đều lộ vẻ nóng bỏng vẻ ước gì nàng có thể dễ dàng đem trận pháp bài trừ đương nhiên này bất quá là hy vọng xa vời thôi nhưng thấy khắc cấm bàn sau này lâm hiền đối nàng này tin tưởng lại bằng không tăng thêm rất nhiều ánh mắt đảo qua chỉ thấy nọ nà khắc cấm bàn mặt ngoài, cũng là chia làm rất nhiều đều đều khắc độ. Quả nhiên cùng điển tịch thượng biểu thuật giống nhau, Lâm Hiên càng phát ra quen mắt. Theo sau liền đem nàng này hai tay đường nắm, nhất đạo pháp quyết trùng khắc cấm bàn đánh ra. Ô, phản phất vi gió thổi qua hạp tốc, thanh âm kia có chút kỳ lạ, theo sau khắc cấm bàn thượng càng sáng lên. Quay tròn xoay tròn, nhất đạo màu vàng cột sáng từ mặt ngoài bắn ra, ước chừng nhi tí thô. Cấm chế đã bị công kích, chợt lóe, đem nọ, na, cột sáng hoàn toàn thu nạp đi vào. Nhưng ít khi sau đó, nọ, na, ngũ sắc cuồng sáng lại như vân vụ một loại cuồng cuồng, đồng dạng nhất đạo màu vàng cột sáng từ bên trong điện xạ mà xuất, đánh vào khắc cấm bàn thượng. Lâm Hiên bất động thanh sắc, còn lại là người vẽ thì có chút kinh ngạc, mới vừa rồi bọn họ công kích lâu như vậy, này cấm chế xác thật cứng cỏi vô cùng, nhưng trường này bên ngoài, nhưng không có khác tính chất, càng không chỉ nói phản kích, đây là có chuyện gì? Càng làm bọn hắn không giải vẫn còn phía sau. Nọ, na, màu vàng cột sáng đồng dạng bị khắc cấm bàn hoàn toàn hấp thu. Theo sau thời khắc đó độ, tốc độ, một bộ phận liền sáng lên. Thổ thuộc tính trận pháp. Di, không đúng, thổ linh khí chích chiếm cả trận pháp năng lượng một phần năm. Tư đồ phương ánh mắt tại khắc cấm bàn mặt trên đảo qua, vẽ càng phát ra ngưng trọng đi lên. Một chút chần chờ, lại là nhất đạo pháp quyết đánh đi ra ngoài. Lâm Hiên thì điểm điểm đầu, dựa vào thần thức của hắn cùng kiến thức, cũng có thể phán đoán suốt này cấm chế đựng thổ nguyên khí, nhưng tuyệt đối không thể có thể, chính xác đến này dạng tình trạng. Mà hiểu rõ được càng rõ ràng, đối phá trận càng, vượt, mới có lợi, tục ngữ nói, chi tiết thì có khả năng quyết định thành bại. Qua ước chừng nhất chung trà công phu. Nàng này bào chế đúng cách, dùng khắc cấm bàn chất lượng mấy lần, nọ, na, thần kỳ pháp khí mặt trên sở tỏ vẻ khắc độ, đã hoàn toàn bị lấp đầy. Phân biệt thì màu xanh, màu vàng, bạch sắc, màu đỏ cùng hắc sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành nhất dạng không thiếu, các chiếm một phần năm tả hữu. Tư đồ phương trên mặt mãn thị vẻ khiếp sợ, theo sau lại giống như nhớ ra cái gì, đôi mắt dĩ nhiên sáng lên, mơ hồ lộ ra vài phần cung nhiệt. Chẳng lẽ thuyết? Nàng vẻ biến hóa rơi tại người bên ngoài trong mắt, chúng lão quái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dĩ bọn họ bụng dạ, tự nhiên nhìn ra nàng này vẻ, không có chút nào làm bộ chỗ, nàng phản phất, dường như nhìn ra nhất chút vật gì vậy đến. Có đầu mối là tốt rồi. Phản phất nhìn thấy phá trận hy vọng. Mọi người mặc dù vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng càng phát ra an tĩnh đi lên. Nọ, na, tứ danh nguyên anh kỳ tu tiên giả càng là khẩn trương dĩ cực ngũ muội có thể hay không thành công quan hệ trước bọn họ tiên đồ nếu như thất bại bọn họ khẳng định thì sẽ bị giận chó đánh mèo đại tỷ ngươi thuyết ngũ muội nàng có thể được sao tên khất cái chính mình đồng dạng thì nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả nhưng giờ này khắc này tâm tạng lại thình thịch thình thịch kinh hoàng trướng phóng tâm ngũ muội thì tư đồ gia đệ tử đích truyền từ tiểu càng là có vô cùng tốt trận pháp thiên phú qua nhiều năm như vậy chúng ta không phải kiến thức quá nhiều lần sao có cái gì hảo hoài nghi. Nọ, na, tóc trắng xóa lão phụ như thế như vậy thuyết, ở mặt ngoài, tin tưởng mười phần, kỳ thật nàng trên lưng, đồng dạng bị mồ hôi lạnh làm ướt, này nhân làm sao không rõ ràng lắm, này bồng lai sơn tình cảnh cùng dĩ vãng bất đồng, ngay cả trước mắt vài tên ly hợp kỳ lão quái vật, cũng vô kế khả thi, mặc dù là ngủ muội cũng tuyệt không dám nói có mười phần nắm chắc, một nửa cũng đã rất không sai. Mấy người đối thoại, ly hợp kỳ lão quái môn, nhóm, cũng nghe được rõ ràng, nhưng giờ này khắc này, ai còn có tâm tình đi quản bọn họ ni. Mọi người tất cả nhìn chăm chú nọ, nà, ngâm đen nữ tử nhất cử nhất động. Trừ ra khắc cấm bàn, nàng lại lấy ra không ít bảo vật. Có giống như búa, có hình trạng cùng cây dù không sai biệt lắm. Nơi này lão quái vật, một cái, người, cái, người, kiến thức trông lớn, nhưng giờ này khắc này, lại mặt lộ mờ mịt vẻ, khác nghề như cách núi chính đạo lý này. Lâm Hiên phản ứng lại không có cùng, đáy mắt ở chỗ sâu trong, không ngừng có tia sáng kỳ dị hiện lên. Phá giáp chù y, vạn hoa tán, ô dù. Mấy thứ này giá trị, đương nhiên vô phương cùng khắc cấm bàn so sánh với, người có quyền cũng tuyệt đối thì phi đồng nhất loại bảo vật, chính là thượng cổ lúc, phá trận sư sở đặc hữu pháp khí. Cũng là đã sớm thất truyền. Lâm Hiên hiện tại nhìn nàng kia vẻ, quả thực có điểm giống như đang nhìn bảo khố. Chỉ thấy nàng đem những này pháp khí, dùng bất động phương pháp tế xuất sau đó. Thử dò xét bảo vật. Theo thời gian trôi qua, trên mặt vẽ lại càng ngày càng nghiêm túc, hai hàng lông mày khẩn tỏa, ngược lại lộ ra như vậy vài phần cuồng nhiệt, nhưng chúng ly hợp kỳ lão quái cũng kinh ngạc không thôi, không biết đạo nàng này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ. Thời gian như thời gian qua nhanh, bất tri bất giác một canh giờ cứ như vậy từ từ trôi qua quá đi ai tư đồ phương đột nhiên thở dài để xuống trong tay đồ trên mặt cũng lộ ra vài phần suy súc ý nhưng không biết là gì lại có chút thỏa mãn rất có chút hướng nghe thấy đạo kiếm tử có khả năng rồi cảm giác như thế nào đạo hữu hãy nhìn xuất cái gì manh mối đến vạn giao vương hào phóng thanh âm truyền vào có cái lỗ tai vạn giao vương sống năm tháng tuy lâu cũng là chúng lão quái trung chấm nh ất nóng lòng một cái người ân vãn bối xác thật nhìn ra nhất vài thứ cũng biết này trận pháp lai lịch tư đồ phương lý lý trên trán thanh ti trên mặt nhưng không có nhiều lắm sắc mặt vui mừng đạo hữu có thể đem trận pháp nhận ra nọ na thật tốt quá ngươi có thể có xử lý pháp bài trừ vọng định lâu thanh âm truyền vào cái lỗ tai bình tĩnh trong cũng khó dĩ che giấu sắc mặt vui mừng còn lại người đồng thời chú ý chỉ có lâm hiên ở trong lòng khẽ thở dài một cái nói trận pháp tài nghệ hắn tịnh không cần thiết liền kém hơn nàng này chánh xác thuyết hẳn là thì ai cũng có sở trường riêng chỗ chỉ bất quá không có nàng trong tay nọ na đặc biệt phá trận pháp khí thôi người thường xem náo nhiệt bên trong được canh cửa đạo lâm hiên đứng ở xa xa nhưng là sớm hơn nhìn ra rất nhiều manh mối đầu mối nàng này nhận ra trận pháp như đã nói không có giả nhưng tưởng phá, chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Quả nhiên, tư đồ phương buông xuống đạt đến thủ, trên mặt mãn thị thấp thỏm. Xin lỗi, vãn bối vô phương đem trận này bài trừ. Tại sao, không phải nhìn ra phao là cái gì trận pháp, chẳng lẽ là hống ta? Vạn giao vương trên mặt mãn thị hung ác vẻ, hy vọng sau này tái thất vọng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thì thật lớn, nàng này nhược nói không ra lời cái, người, hợp lý lý do hắn chỉ sợ lập tức sẽ đồng thủ. Tiền bối bớt giận, vãn bối làm sao dám trêu chọc ngươi ni, không sai, thiếp thân thì nhận ra trận pháp này, nhưng căn bản là không có cách nào bài trừ, bởi vì này tại thường cổ lúc, được xưng là thiên hạ tuyệt trận. Thấy lão yêu đặc biệt tức giận, tư đồ phương bị gây sợ hãi cho, đối lại vừa thị dùng nhất ngón cái đầu, là có thể nhường chính mình hôi phi yên diệt nhân vật, nàng nào dám chậm trễ ni, vội vàng nhỏ giọng giải thích đi lên. A, à, thiên hạ tuyệt trận, lão phu ngã thật sự là lần đầu tiên nghe nói, lại nói thuyết. Cùng vạn giao vương so sánh với, vọng định lâu dưỡng khí công phu rõ ràng muốn còn hơn một bậc, không tự phát ngoan có chỗ lợi gì, chẳng lẽ thuyết, đem nàng này trừ hồn luyện phách, liền có khả năng đem trận này bài trừ đến sao? Mà lâm hiên sắc mặt thì lập tức trắng, cùng người khác bất đồng, thiên hạ tuyệt trận hắn tại trận thư trong được quá, lần này tưởng đoạt bảo, chỉ sợ là thật sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1487 Chương 1487 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thiên hạ tuyệt trận đến tột cùng là vật gì vậy? Vạn giao vương bất thiện thanh âm truyền vào cái lỗ tai này lão quái vật hôm nay thì đè nén trứ lửa giận trong lòng không sai, ngươi nhược thị tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tưởng nói dối lừa gạt bọn ta, hậu quả như thế nào, chính mình hẳn là trong lòng hiểu rõ. Thiết trụ vương cũng chậm rãi mở miệng, toàn thân, âm khí dâng lên. Bổn vương sẽ làm ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Lâm Hiên bất động thanh sắc, nhưng hắn lại chú ý tới đứng ở một bên cổ ma, tại nghe thấy thiên hạ tuyệt trận vài lúc sau này, nhãn trung ào ào hiện lên một tia quỷ dị vẻ, mặc dù cận thì một cái chớp mắt mà thôi nhưng lâm hiên cũng đã âm thầm lưu tâm đi tới đối lại vừa thị thượng giới ma tổ mặc dù phân hồn thực lực cận là ly hợp nhưng thấy nhận thức cùng sở biết bí thuật cho dù không chính mình những này nhân có thể sánh bằng chẳng lẽ thuyết nọ na tư đồ phương thấp thỏm bất an thanh âm cũng êm tai truyền vào cái lỗ tai các vị tiền bối bớt giận thiếp thân nào dám trêu chọc nhĩ đẳng v v Ni, này thiên hạ tuyệt trận, cho dù tại thượng cổ đoạn cấm đại trận trong, cũng có thể hàng tiếng trước ngủ, vạn bối mặc dù có thể nhận ra, nhưng xác thật không có có năng lực phá cát. Lời còn chưa dứt, chúng lão quái tâm đều trầm xuống, bọn họ coi như không có học quá trận pháp cấm chế, nhưng đối với một chút bình thường nhất thuật ngữ, lại sao lại không có nghe thuyết. Đoạn cấm đại trận, thì đối thượng cổ lưu truyền tới nay, lợi hại nhất trận pháp xưng hô. Bài danh trước ngủ nọ na cũng không phải bọn họ có khả năng bài trừ đừng nói chính là ly hợp kỳ tu tiên giả coi như là động huyền kỳ lão quái vật thậm chí trước mắt vị này ma tổ chân thân phủ xuống nơi này có thể hay không đem trước mắt cấm chế bài trừ như trước thì không biết số lượng trong lúc nhất thời tràn diện yên tĩnh trở lại chúng lão quái vật sắc mặt một cái người so sánh một cái người khó coi nhưng cứ như vậy ly trách nhiệm lại tâm có không cam lòng có thể tới chỗ này, bọn họ chính là đã trải qua không biết đạo nhiều ít gian nan hiểm trở. chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác? hoặc là nàng này đem trước mắt trận pháp nhận lầm, thậm chí có nhân nhất xương tình nguyện như thế tưởng trướng. tư đồ cô nương, thiên hạ tuyệt trận đến tột cùng là cái gì, ngươi còn không nói rõ ràng. một lúc lâu, vòng đình lâu thanh âm truyền vào cái lỗ tai, mới vừa rồi hắn đã ở trong lòng hỏi qua dực long có sai phương đối với trận pháp đồng dạng một chữ cũng không biết. Thiên hạ tuyệt trận, kỳ thật từ nguyên lý, cũng không có cái gì ly kỳ, chỉ bất quá thực tế thao tác, lại phức tạp dĩ cực. Tư đồ phương nói tới đây, nhãn trung mơ hồ hiện lên một tia si mê, không nghĩ tới ở này bồng lai sơn trung, lại có khả năng nhìn thấy trong truyền thuyết đồ. Chư vị tiền bối mặc dù không có học quá trận pháp thuật, nhưng nói vậy cũng hiểu được, tưởng đem cấm chế khởi động, thì muốn cần linh lực làm như năng lượng. Ta đây môn, nhóm, đương nhiên rõ ràng Vọng đình lâu điểm điểm đầu Trên mặt mảng thì nhận thức rõ vẻ Là cấm chế cung cấp linh lực phương thức Nói như vậy, có lưỡng chủng Loại thứ nhất thì tu tiên giả Bình thường thì chế luyện bày trận khí cụ trận pháp sư Đem thân mình pháp lực trót vào trận bàn trận kỳ Những Này bày trận khí cụ Mỗi nhất dạng bên trong trước sẽ chứa đựng pháp lực độ Trận phù cũng là nhất dạng đạo lý Nói như vậy chọn dùng này chủng năng lượng phương thức trận pháp cấm chế, mặc dù phương tiện, nhưng uy lực đều có chút có hạn. Cho tới loại thứ hai, mọi người tất cả cũng gặp qua, nhất cụ đại biểu tính, này là môn phái gia tộc hộ phái đại trận, uy lực rất mạnh, muốn cần đem tinh thạch bỏ thêm vào tại cố định tứ tào lý cung cấp năng lượng, nhà đầu, người la lý dài dòng giảng những. Này làm chi, bổn tôn là muốn muốn đem cấm chế bài trừ, cũng không phải đến giống như người bái sư học tập trận pháp tri thức, vạn giao vương hào phóng thanh âm truyền vào cái lỗ tai, này lão quái vật thì tất cả nhân trung bình tĩnh tâm kém cỏi nhất một cái, người. Tư đồ phương sắc mặt lập tức sát bạch đi lên. Đạo hữu khẩn cấp có chỗ lợi gì, làm sao ngươi biết tư đồ cô nương nói lộ vẻ nói thừa ni, lâm hiên mi đầu nhất chọn, có chút bất mãn đạo. Thật không rõ này lão yêu vật, thì như thế nào tu đến ly hợp hậu kỳ. Ngông nghênh, chẳng lẽ hắn liền không hiểu thái cương dễ dàng chiết gãy, đạo lý sao? Ngươi! Vạn giao vương giận tím mặt, nhưng vọng định lâu một ánh mắt lại nhượng lão gia hỏa này ngừng công kích. Ngày xưa đánh một trận, chính là nhượng lão giao long ấn tượng khắc sâu, ở mặt ngoài không muốn yếu thế, nhưng sâu trong nội tâm, cũng là sợ đến tận xương cốt. Tư đồ cô nương, ngươi tiếp tục thuyết. Phải! Nàng này dáng đẹp nhất phúc, trên mặt lộ ra cảm kích vẻ, theo sau lại chuyển quá đạt đến thủ, Môi anh đào hé mở đối với vạn giao vương mở miệng. Tiền bối xin bớt giận, vạn bối không phải dài dòng, mấy thứ này đều là cùng thiên hạ tuyệt trận có liên quan, vạn bối tu vi nông cạn, nhưng các vị tiền bối nghe xong, có lẽ có thể từ giữa tìm được phá giải sách. Ngươi thuyết Vạn giao vương nhẫn hạ nộ hỏa Thiếp thân mới vừa rồi nói qua là cấm chế cung cấp linh lực phương thức có lưỡng chủng, tuy nhiên thiên hạ tuyệt trận bất đồng, ký không cần vọng trận kỳ trung trót vào pháp lực cũng không cần tinh thạch cái gì, mà là đem trận pháp dung với tự nhiên trong. Dung với tự nhiên, đó là cái gì? Đình lâu trên mặt mãn thì kinh ngạc vẻ, này phiên nói, ngay cả hắn cũng nghe được mơ mơ mạng mạng. Chính cùng tự nhiên dung là một thể, có điểm tương tự vu tiền bối môn, nhóm, điều động thiên địa nguyên khí, đương nhiên, bất đồng quy mô thiên hạ tuyệt trận, có thể điều động thiên địa nguyên khí phạm vi khác nhau rất lớn, tỉ như thuyết trước mắt cái này, ước chừng có thể đem phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, toàn bộ là chính mình sử dụng, tư đồ phương nói tẩn hơn thế, ở đây nhân tất cả cũng trong lòng có biết, sắc mặt nang thoạt nhìn. Lâm Hiên càng là thở dài trong lòng, quả nhiên cùng thiên nguyên trận thư, trung giới thiệu thị giống nhau. Thiên hạ tuyệt trận, kỳ thật thì đối dĩ thiên địa nguyên khí là nguồn sinh lực trận pháp gọi chung là chủng loại cực kỳ phồn đa, mà trước mắt cái này thuần túy thì phòng ngự tính chất. Nếu không dĩ thiên địa nguyên khí hóa thành công kích, mặc dù là bọn họ ứng phó đứng lên cũng bị cố hết sức vô cùng. Cũng cũng không phải thiên hạ tuyệt trận liền đều khó có thể đối phó, mẫu chốt thì nhìn có như thế nào quy mô. Nếu như gần thì cùng một hai mẫu hoàn cảnh dung làm một thể, quy lực thậm chí còn chưa kịp phổ thông cấm chế, có khả năng trước mắt cái này phạm vi lại bao quát bách lý, hơn nửa bồng Lai Sơn linh mạch khắp nơi, thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú trừ phi bọn họ công kích chất chồng uy lực có thể còn hơn này phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí tổng nếu không căn bản là không có khả năng công phá bởi vì cấm chế linh lực tiêu hao sau này tùy thời cũng có thể từ chung quanh hoàn cảnh trung lại được bổ sung sinh sinh bất tức vĩnh viễn không có khô cạn dù sao ở mặt ngoài chỉ là cùng phương viên trăm dặm hoàn cảnh dung làm một thể nhưng cả bồng lai sơn thiên địa nguyên khí cũng là không ngừng tuần hoàn lưu động chẳng lẽ thực sự không có cách nào đem cấm chế bài trừ chúng lão quái trên mặt mảng thì ảo não vẽ tuy nhiên vào thời khắc này nọ na nà, cổ ma lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng cũng chưa chắc thì không tiếp cục nếu như gần thì cùng phương viên trăm dặm hoàn cảnh dung làm một thể bổn tôn trái lại có một cái người chủ ý cái gì đạo hữu có thể đem trận này bài trừ còn lại là người trên mặt tất cả lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ nhưng cũng không có người hoài nghi nghi ngờ, nọ, na, mà tổ chân thân trời biết đạo tu vi đã đến như thế nào một cái, người, khó có thể tin nổi hoàn cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1488 Chương 1488 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tiền bối có thể đem thiên hạ tuyệt trận phá trừ ngay cả tư đồ phương trên mặt cũng mãn thì sợ hãi lẫn vui mừng cái này cùng rượu ngon là người gặp rượu ngon đạo lý thì nhất dạng huống chi cấm chế bài trừ cũng ý nghĩa bọn họ ngũ huynh muội mạng nhỏ từ đó giữ được còn lại lão quái vật cũng vừa mừng vừa sợ bất quá trong ánh mắt như trước vẫn duy trì cảnh giác từ tới đỉnh núi cổ ma cử chỉ liền có chút quái dị lộ quá mức đại công vô tư chút Tục ngữ nói, vô sự hiến ân tình, không gian tức trộm, trời biết đạo hắn ngầm, đến tột cùng đang đùa cái hữu trò hề. Có thể đứng người ở chỗ này, người, cái, nào không phải đa lịch phong vũ, bọn họ có khả năng không nhận là cổ ma, phải như vậy lương thiện. Không sai, bổn tôn xác thật có khả năng đem cấm chế bài trừ, chỉ bất quá. Lão quái vật nhãn trung hiện lên một tia quỷ dị vẻ, trầm ngâm trứ mở miệng. Đạo hữu có cái gì yêu cầu cứ việc đề ra, bất quá tiên gia chi bảo tuyệt đối không thể có thể làm cho cho ngươi. Thiết trụ vương thanh âm truyền vào cái lỗ tai, còn lại là người cũng liên tục gật đầu, bọn họ có khả năng cấp cổ ma một chút chỗ tốt, nhưng đem bảo vật chấp tay tương nhượng cũng là tưởng cũng đừng tưởng. Ha ha, các vị đạo hữu hà tất nóng lòng, coi như các ngươi khẳng nhượng, bổn tôn cũng là không thể tin được, bài trừ cấm chế cũng không khó, chẳng qua là muốn mượn những. Này! Lời còn chưa dứt, đầu vai hắn đột nhiên rung lên. Cả không gian, phản phất hung hăng vặn vẹo một chút, theo sau cổ ma bản thể không động, mấy cái, người, huyễn ảnh lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Này! Lâm Hiên đồng tử hơi có lại, trên mặt lập tức lộ ra đề phòng vẽ, còn lại là người vẽ cũng không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn này phiên cẩn thận thì dư thừa, cổ ma căn bản không phải nhằm vào vài tên ly hợp kỳ tu tiên giả, nọ, na, năm đạo huyễn ảnh nhoáng lên, liền phân biệt đi tới năm vị nguyên anh kỳ tu sĩ thân liều mạng. Động tác đều nhịp, mà ảnh môn, nhóm, các thân xuất ngón tay hướng về đối phương mi tâm điểm đi. Biến khởi đột ngột, vài tên nguyên anh kỳ tu tiên giả sắc mặt lập tức trở nên xanh xám đi lên. Thực lực trên lệch mở tại nơi đó, lại là bị đánh lén, bọn họ căn bản là không có thời gian đem bảo vật tế khởi, tránh né càng là không còn kịp nữa. Nhưng con kiến hôi còn sống tạm bợ, bọn họ lại há khẳng ngồi chờ chết, chỉ thấy tên khất cái kia đột nhiên đưa tay tại sau đầu vỗ một cái tinh huyết liền phun tới. Thình thịt bạo khai, huyết vụ đón gió chợt lóe, hóa thành một cái huyết hồng sắc hung ác mặt quỷ, mở ra đại khẩu, hung hăng cắn giống như ma ảnh cánh tay. Này tên khất cái mặc dù quần áo tả tơi, nhưng nhất định cũng là nguyên anh hậu kỳ, nén giận một kích, thanh thế tự nhiên không phải chuyện đùa, nọ, na, mặt quỷ vừa nhìn, chính nào đó huyền diệu dĩ cực bí thuật tuy nhiên không có chút nào hiệu quả. Một cái cắn hạ, mà ảnh không tránh không né, công kích của hắn lại chọi cứng thất bại. Tên khất cái mặt mày rung động vẻ, Lâm Hiên lại thấy rất rõ ràng. Tại nọ, na, trong nháy mắt, không gian phản phất hung tận vặn vẹo một chút, nhìn như cắn trúng, kỳ thật cũng là song song thất bại, này lão ma quả nhiên am hiểu không gian thần thông. Mặt quỷ không có hiệu quả, tên khất cái mi tâm đã bị ma ảnh một ngón tay điểm trúng, chỉ cảm thấy nhất luồng lương khí, từ não môn chui vào cả thân thể, theo sau tất cả linh lực, toàn bộ bị phong ấn khởi. Tra! Không chỉ thị thị linh lực, ngay cả hành động đều bị trói buộc, giờ này khắc này, hắn động liên tục một cây đầu ngón tay đều làm không được. Lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, còn lại bốn người đã gặp tất cả cũng không sai biệt lắm. Nguyên Anh kỳ tu tiên giả ở bên ngoài thì nhất phương bá chủ, nhưng ở chỗ này, lại như cùng tiểu hài loại tùy ý bãi bố. Tiền bối, ngươi đây là ý gì, ngươi mới vừa rồi rõ ràng đáp ứng rồi, không cho chúng ta làm vật hy sinh. Tư đồ phương vừa sợ vừa giận, thanh âm bén nhọn vô cùng mở miệng. Bổn tôn xác thật đã đáp ứng. Lão ma để sau lưng hai tay, vẽ mặt nhàn nhã đi chơi vẽ. Vậy ngươi là gì? Hừ, cô nương chẳng lẽ là sơ nhập tu tiên giới thấp kém sao, ngay cả này chúng hứa hẹn cũng tin là thật, ta đáp ứng thì đáp ứng rồi, nhưng hôm nay chính không tuân thủ hứa hẹn, có thể nại ta như thế nào? Này phiên nói có thể nói cậy mạnh đến cực chỗ, tuy nhiên vài tên nguyên anh tu sĩ lại trừng nhãn cứng lưỡi, chút nào cũng không biết phản bác. Nhược nhục cường thực, rừng rậm pháp tắc, tu tiên giới vốn chính từ thực lực nói chuyện, đối đề giai tu sĩ vi ước chuyện tình, ở đây, ai dám thuyết chính mình liền không có đã làm. Dù vậy, có khả năng vãn bối mấy cái, người, cũng không có đắc tội tiền bối, ngài là gì? Sự cho tới bây giờ, tư đồ phương cũng không thể nói gì hơn, mặt mày cười khổ vẻ, chỉ có thể ngữ mang cầu khẩn mở miệng. Xác thật không có đắc tội ta, bổn tôn cũng không phải tưởng làm sát kẻ vô tội, muốn trách cũng chỉ có thể trách đạo hữu mua dây buộc mình, ai nhượng xưng can thiệp vào nhận ra đây là thiên hạ tuyệt trận đến ni, mà bổn tôn là thượng giới ma tổ, cơ duyên xảo hợp, đã từng nghe nói một cái, người, phương pháp có khả năng đem trận này bài trừ, chúng ta này nhi có bảy tên ly hợp kỳ tu tiên giả nhân thủ thì đủ rồi tuy nhiên còn cần các vị đạo hữu thân thể cùng hồn phách làm như huyết tế vật mới có thể đem trận này phá cát cổ ma trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn vẻ, cười lạnh mở miệng đạo hữu ngươi thuyết đem này vài tên nguyên anh tu sĩ huyết tế sau này xác thật có khả năng đem thiên hạ tuyệt trận bài trừ thiết trụ vương nhãn trung lệ mang hiện lên cũng hưng phấn mở miệng ân bất quá quan bọn họ mấy cái người thì không đủ lão ma quay đầu ánh mắt nhìn về phía những này nguyên anh kỳ âm hồn quỷ vật nhưng hơn nữa đạo hữu những này thủ hạ liền nhất điểm vấn đề cũng không liền nhìn ngươi có bỏ được hay không lời này vừa nói ra những này âm ti quỷ vật đột nhiên biến sắc mặc kệ thị thi vương còn thị nọ na thân cao mấy trường khô lâu quỷ vật đừng xem cái đó diện mạo kỳ lạ cái đó linh trí tuyệt không so sánh nhân loại tu sĩ kém cỏi xung sau tự nhiên là tránh không được tuy nhiên thiết trụ vương lại nhìn như không thấy cùng tiên nhân di bảo tướng so sánh chính là vài tên nguyên anh kỳ thủ hạ mệnh quả thực không tính cái gì đạo hữu khẳng định không sai thiên hạ tuyệt trận phạm vi quá ta không dám nói nếu như gần thị phương viên trăm dặm mượn bọn họ huyết nhục hồn phách ta có trăm phần trăm nắm chắc đem bài trừ cổ ma đã tính trước thuyết đã như vậy, ta đây chút thủ hạ mạng nhỏ, đạo hữu tùy ý thủ, lấy, dùng. Thiết trụ vương lạnh lùng vô tình mở miệng, tay phải giơ lên, chỉ thấy nhất đạo hắc mang hiện lên, nọ, na, còn thừa lại hơn 10 đầu nguyên anh kỳ quỷ vật cũng toàn bộ không thể động đậy. Bọn người kia khả năng không là cam tâm tình nguyện bị hắn đương tác nô lệ khu xử, mà là đã sớm bị chủng hạ thập phần đáng sợ cấm chế. Đạo hữu quả nhiên thị có phách lực nhân vật cổ ma trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ, mà nghe rõ sợ sự tình đầu đuôi khúc chiết, mặc kệ thị vọng đình lâu, còn thị lâm hiên, điền tiểu kiếm tất cả cũng bảo trì trầm mặt. Cùng tiên nhân di bảo tướng so sánh, tư lợi bội ước căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đáng thương nhất chính là tư độ phương mặt trắng như tờ giấy, ngay cả thân thể mềm mại đều không bị khống chế run rẩy đi lên, đầy mặt thống khổ, nọ, na, cổ ma nói không sai, này tất cả cuối cùng, có thể nói đều là nàng gieo gió gạt bão. Nếu như chính mình không đem trận pháp nhận ra, cũng sẽ không bị đương tác huyết tế vật, mua dây buộc mình đến nước này, còn có người có thể so sánh nàng càng oan sao. Cầu xin tha thứ không có hữu dụng đường, tu tiên giả ích kỷ bọn họ trong lòng có biết, vì bảo vật, đối phương vững tâm được cùng sắt đá không sai biệt lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1489 Chương 1489 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Các ngươi những Này lão quái vật, như thế chăn thủ hứa hẹn, sớm muộn gì không chết tử tế được, ta coi như là hóa thành lợi quỷ, cũng tuyệt không hội, gặp, đem bọn ngươi buông tha. Nàng này diện một hung ác mở miệng, âm thanh càng là thống khổ đến cực chỗ ha hả đạo hữu chẳng lẽ thần kinh thác loạn hóa thành quỷ chỉ sợ không có như vậy cơ hội một hội bị trở thành huyết tế vật trừ hồn luyện phách căn bản là không có cơ hội tái nhập luân hồi thanh bào lão giả tiên phong đạo cốt nói như đã nói lại là làm cho lòng người hàng đến cực chỗ hơn nữa đạo hữu chẳng lẽ quên đi ta cùng với trụ vương huynh vốn là thị âm ti quỷ vật coi như là hóa thành quỷ có thể nại chúng ta gì cũng là tên khất cái kia khí được một ngụm máu tươi phun ra đối phương lại vô sĩ đến này mưu tình trạng tốt lắm lười cùng bọn họ dài dòng sớm điểm đem cấm chế bài trừ ta có khả năng không tưởng tái tăng thêm cái gì mới biến sổ cổ ma khó nghe thanh âm truyền vào cái lỗ tai theo sau quái trảo phất một cái vài hát mang bay vút mà xuất phân biệt bắn về phía vài tên ly hợp kỳ tu tiên giả đương nhiên đây không phải công kích hắn chẳng qua là ma tổ nhất lũ phân hồn mà thôi, tái tự đại, cũng tuyệt không cảm dĩ nhất địch lục. Lâm Hiên Hữu vương tay ra, nọ, nà, hát quan liền phản phất bị cái gì lực lượng cường đại trói buộc, một chút xoay quanh, rơi tại lòng bàn tay của hắn bên trong, thì ngọc đồng giảng. Đào hát như mực, cổ ma thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Bổn tôn đã đem như thế nào bài trừ cấm chế phương pháp khắc ấn ở bên trong, các vị đạo hữu khoái chút nhớ thành thục, sau đó tùy ta vừa nổi lên động thủ, nhớ lấy, không thể xuất chút nào tỳ lậu. Đem ngọc đồng cầm ở trong tay, làm không có gian lận tự nhiên là vừa nhìn liền biết, lâm hiên phóng tâm người can đảm rót vào thần thức. Một cái, người, cái, người, đấu đại chữ đen ánh vào mi mắt lý. Đảo mắt, nhất chung trà công phu quá đi. Lâm Hiên dơ lên đầu lâu, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ, phương diện này đồ cũng không phức tạp dĩ hắn trận pháp tri thức lĩnh ngộ đã dạy chưa bất cứ gì khó khăn, kỳ thật đã sớm đã hiểu. Bất quá Lâm Hiên lại quá ý đợi một hồi, cùng mặt khác tu sĩ vừa nổi lên dơ lên đầu, này dạng mới không làm cho người chú ý. Này chủng sau này, đa một phân khiêm tốn, liền đa một phân chuẩn bị ở sau. chưa vị đạo hữu có khả năng đã hiểu. Cổ ma thanh âm khàn khàn mở miệng. Ân. Mọi người nhất tề điểm đầu hảo nọ, na, bổn tôn cái này động thủ, mọi người chiếu ngọc đồng trung sở thuộc phối hợp, còn thì câu nói kia, ngàn vạn lần không nên đi công tác sai. Đạo hữu hà tất nhiều lần dặn dò, cũng không phải chỉ có người muốn lấy nọ, na, bảo vật. Thiết trụ vương không cho là đúng thuyết, thực sự tương tự chính mình những. Này nhân đương ngu ngốc. Mà những này nguyên anh kỳ tồn tại, bất luận thì dẫn đến mau tu tiên giả, còn thì âm hồn quỷ vật, trên mặt đều đều bị lộ ra sợ hãi dĩ cực thần sắc. Bị trở thành vật huyết tế, chính như thanh bào lão giả nói ngay cả từ nhập luân hồi cơ hội cũng không. Đối tu sĩ đến thuyết, này không nghi ngờ thị nhất người khác sợ hãi ngã xuống, tuy nhiên giờ này khắc này, mệnh, đã sớm không nắm giữ ở bọn họ trong tay. Mắng thanh nổi lên bốn phía, dù sao hôm nay cũng sẽ trách gia nếu đánh không lại nọ, na, cũng chỉ có dùng phương thức này đến phát tiết một chút lửa giận trong lòng ma tổ nhìn như không thấy tại trong mắt của hắn này tất cả tất cả đều bất quá là nhảy nhót kẻ tiểu nhân dãy dùa hắc hắc tiếng cười truyền vào cái lỗ tai bên trong mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn vẽ tay phải giơ lên mà quàng đã bằng không nhảy lên cao mà xuất tuy nhiên vào thời khắc này nhất âm thanh trong trẻo truyền vào cái lỗ tai chờ một chút đạo hữu đây là ý gì thấy lâm hiên ngăn cản chính mình cổ ma trên mặt vẻ bất thiện dĩ cực điền tiểu kiếm thì mãn thì kinh ngạc hắn cùng với lâm hiên chính là quen biết đã lâu lẫn nhau tính cách trong lòng hiểu rõ tuyệt đối thì không thuận lợi không còn sớm khởi nhân vật này chủng sau này hẳn là khó chịu thanh nổi tài tới suốt đầu không có lợi hắn đây là tại sao không sai đạo hữu chẳng lẽ không tưởng muốn bảo vật hoặc là bên cạnh ẩn tâm đại động tưởng muốn cùng ta môn nhóm là địch sao coi như thiếu ngươi chúng ta sáu người phí sức một chút đồng dạng có thể đem nọ na cấm chế bài trừ ta xin khuyên đạo hữu cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói chuyện thì thiết trụ vương nọ na âm hồn quỷ vật mắt thấy tập hợp chế có hy vọng bài trừ lại tự nhiên đâm ngang nhường trong lòng hắn khó chịu dĩ cực hơn nữa không biết lâm hiên sâu cạn lai lịch thấy hắn chỉ là ly hợp sơ kỳ nhất thời uy hiếp ý lộ không nghi ngờ cùng lắm thì đem hắn trừ đi lâm hiên lại không tức giận trên mặt ngược lại đóng đầy vui vẻ các vị đạo hữu hiểu lầm lâm mổ ý, ta là muốn nói, hiện tại liền đem nàng này trừ hồn luyện phách, nếu như một hồi gặp mặt thượng cái gì cấm chế cách trở, có khả năng. Lời này thật cũng không sai, mấy người vẽ nhất thời hiền lành đi lên, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẽ. Đạo hữu xác thật thận trọng, bất quá ngươi lo lắng thì đa ni. Chỉ có cổ ma, lại mặt mày không cho là đúng vẻ. Là gì? Lâm Hiên mi đầu nhất chọn mở miệng nơi này nếu bố trí hạ lợi hại như thế cấm chế theo bổn tôn thăm dò suy đoán bên trong liền không nên có cái gì trận pháp nói nữa tại toán thật có hôm nay đã xé rách da chẳng lẽ đạo hữu dĩ vì lần này nữ còn có thể cam tâm cho chúng ta phá cấm mở đường không thể không nói này phiên phân tích rất có đạo lý bất quá lâm hiên cùng tư đồ phương không quen vô cớ vốn cũng không có tính toán cứu cái đó tánh mạng tới hắn nói như vậy thì ý không ở trong lời mục đích thực sự tại phía sau. Đạo hữu nói có lý, trái lại lâm mổ suy nghĩ thiếu sót chút, bất quá dù sao muốn đem mấy người trở thành huyết tế vật, có phải hay không trước đem trữ vật đại, túi, chia đều, lãng phí thật là đáng xấu hổ. Lâm Hiên như thế như vậy thuyết. Nghe xong Lâm Hiên ngôn ngữ, trừ ra điện tiểu kiếm bên ngoài, mặt khác lão gia này, bao gồm vọng đình lâu, trên mặt đều bị lộ ra khinh thường vẻ. Rốt cuộc là ly hợp sơ kỳ tiểu tử kia, đủ một mạc, này chúng thời khắc, lại còn băng khoan nguyên anh tu sĩ trữ vật đại, túi, tới. Người nói muốn, cầm đi là tốt rồi, bổn tôn có khả năng vô ý, cùng chia đều những. Này phế vật! Đối với ma tổ đến thuyết, trừ ra tiên nhân còn sót lại bảo vật, nhân giới trong, hắn căn bản là không có bất cứ gì đồ để ý. Vạn Giao Vương, Vọng Đình Lâu còn có hai tên âm ti quỷ vật, phản ứng tất cả cũng không sai biệt lắm, bốn người mặc dù không kịp ma tổ, nhưng là thị ly hợp hậu kỳ tồn tại. Ha ha, chư vị đạo hữu đã như vậy tưởng nhượng, ta đây cùng đại ca liền không khách khí. Điền tiểu kiếm thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nhượng lâm hiên nhíu mày, này giảo hoạt gia hỏa, quả nhiên nghĩ đến phân một chén canh tới. Đáng ghét. Mặc dù trong lòng khó chịu dĩ cực, nhưng ở mặt ngoài, lâm hiên lại. Lộ ra mặt mày vui vẻ. Như thế nào, những... Này nguyên anh tu sĩ vật, huynh đệ cũng muốn muốn không đó là chúng ta đều mới ly hợp sơ kỳ thân gia như thế nào cùng chư vị đồng đạo so sánh với bọn họ nhìn không khá đồ đối tiểu đệ đây chính là quý giá dĩ cực đó là đó là lâm hiên cũng cười mà miệng không cười mở miệng hai người chánh hư dĩ là xà thiết trụ vương bất mãn thanh âm đã truyền vào cái lỗ tai hai người các ngươi cái người đến tột cùng có hoàng không để yên vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ bảo vật, còn thảo luận cái gì, trữ vật đại, túi, nhất nhân nã thượng một cái, người, sao lại không được. Đạo hữu nói không sai. Này phiên nói gãi đúng chỗ ngứa, lâm hiên nhãn trung sắc mặt vui mừng chợt lóe mà qua, đương nhiên thì đã xa tùy công thượng. ts Đề canh ba, cầu đề cử phiếu, cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1490 Nghiệt Long Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tay áo bào phất một cái, một đạo vọng ánh sáng bảo vệ hiện lên, tự như kia tư độ phương hung hăng chọc tới liễu. Cho dù khiến cho một chút hoài nghi, cũng không có quan hệ, lúc này nhìn, chính là ai có thể đủ hạ thủ mau một chút. Lâm Hiên động tác, tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng, kia vòng ánh sáng bảo vệ một quyển đã đối phương túi đựng đồ lấy trong tay lâm hiên thấy vậy thanh thanh sở sở cách đó không xa điền tiểu kiếm trên trán gân xanh hung hăng nhảy một chút sắc mặt khó coi muốn chết người này mặc dù không hiểu cái gì trận pháp cấm chế nhưng ánh mắt cũng là nhất đẳng thông minh giảo hoạt lại càng ít có người có thể cùng chi so sánh với hắn giống như trước nhìn ra tư đồ phương lấy ra vài món pháp khí không giống tiểu khả Giá trị chỉ sợ là rất khó cầm tinh thạch đoán chừng. Vốn là muốn muốn bỏ vào trong túi, nào biết lại bị Lâm Hiên đi đầu liễu một bước. Cái này thiếu ăn được thật là trong lòng vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiên trên mặt nhưng còn lộ ra cực kỳ chán ghét nụ cười. Huynh đệ, ta biết trong tay ngươi không dư giả, cho nên ta liền lấy này ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bảo vật, hai gã khác đại tu sĩ cất giấu sẽ để lại cho ngươi. Ngoài mặt nghe lời nói này hợp tình hợp lý chút nào cũng không giống mình chiếm đại tiện nghi thì ngược lại tại vì đối phương suy nghĩ Điên tiểu kiếm dở khóc dở cười sắc mặt trở nên cùng gan heo không sai biệt lắm nếu không phải chung quanh có nhiều như vậy nhìn chầm chầm lão quái vật chống lại Lâm Hiên hắn vừa rồi không có mười phần nắm chặt quả thực hận không được tế ra u minh toái tâm kiếm thay vì liều mạng đột nhiên mà hiện tại lại chỉ có thể sâu hít sâu đêm đầy khang oán độc cho cứng trắng đè xuống đi xuống lấy điền tiểu kiếm tâm cơ, há lại sẽ không hiểu được nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu đạo lý. Nhìn được nhất thời khí, cái này bỏ, mình vốn có một ngày có tìm trở về. Ha hả đa tạ đại ca hảo ý, vậy tiểu đệ tự không khách khí. Ngoài miệng nói như thế điền tiểu kiếm tay rung lên, một đạo hắc khí cuồn cuộn ra, hóa thành một con ô hắc đại tay, đem tên khất cái cùng lão keo kiệt túi đựng đồ bắt trong tay. Song hắn hôm nay đã lên cấp ly hợp, bảo vật như vậy, há lại sẽ thật có bao nhiêu chỗ dùng, cũng không thèm nhìn tới tựu giác bên hông liễu. Lâm Hiên khóe miệng hơi nhếch lên, tay khẽ vẫy, đem khác hai túi trữ vật cũng lấy trở lại. Cả quá trình rất nhanh, bất quá mấy hơi công phu. Thời gian, nhưng này mấy tên lão quái vật, rõ ràng đã đợi được không bình tĩnh. Hai vị có hết hay không, chính là mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ túi đựng đồ, tự cho các ngươi như thế tham lam, chưa từng thấy nghèo như vậy ly hợp kỳ tu sĩ một lát trừ tiên nhân bảo vật còn lại đồ các ngươi mặc dù cầm đi tốt lắm bổn tôn sẽ không cùng các ngươi tranh giành cổ ma không nhịn được nói vạn giao vương cũng phụ họa theo đuôi hai gã âm hồn thái độ giống như trước không sai biệt lắm chỉ có đình lâu chân mày cau lại trên mặt lộ vẻ suy tư này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm ngược lại để cho mấy tên lão quái đối với lâm hiên cùng điền tiểu kiếm buông lỏng cảnh giác Lâm Hiên quan sát đến một màn này trong lòng cao hứng là có thể nghĩ. Dĩ nhiên, ngoài mặt, như cụ bất động thanh sắc, này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đa tạ mấy vị đạo hữu, chúng ta tốt lắm, cái này đem cấm chế bài trừ. Nghe Lâm Hiên nói như vậy cổ ma trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đạo cánh tay thô ma quang phục lên ra. Khi ma quan ra miệng sau này lập tức nổ bung, từng đoàn từng đoàn nồng đầm hắc vụ, ra hiện tại trước mắt, sau đó đón gió khuếch tán, đem năm tên không thể động đậy nguyên anh tu sĩ cùng kia mười mấy đầu quỷ quái, cùng nhau bao vây lại. Bọn người kia trên mặt, vô không lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc tiếng chửi rủa càng phát ra ác độc, đáng tiếc không chỗ hữu dụng khi bọn hắn bị hắc vụ bao vây, kia tiếng mắng cũng là bị kêu thảm thiết cho đại thế. Thình thịch thình thịch tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai cổ ma hai tay huy vũ, trong miệng cũng có khó khăn sâu sáp chú ngữ thanh truyền ra. Mọi người đấu lớn pháp ấn ở trước người lóe lên, sau đó toàn bộ nhất nhất dung nhập vào vào đen trong sương mù. Mấy vị đạo hữu, còn chờ cái gì, mau cùng nhau động thủ. Nhận được đối phương chỉ lệnh sau này, Lâm Hiên cũng không trì hỏa, hít vào một hơi, thân thể chậm rãi nhảy lên cao dựng lên, nơi này mặc dù có cấm không cấm chế, nhưng toàn lực thi triển, cũng không phải là không thể vượt qua, bất quá muốn phi hành nhanh chóng, bất quá là người si nói mộng thôi vô số màu xanh điểm sáng, ra hiện tại liễu lâm hiên trước mặt trước, những thứ này hay không là phong thuộc tính đích thiên địa nguyên khí, lâm hiên mặc dù có thể điều khiển ngũ hành lực, nhưng loại khi này, hắn tự nhiên là sẽ không bại lộ. Còn lại mấy tên lão quái vật cũng không sai biệt lắm, cộng thêm cổ ma, bảy người mơ hồ sắp hàng thành bắt đấu thất tinh hình dáng liễu. Nhanh, mạnh mẽ. Lâm Hiên một ngón tay hướng phía trước chút đi, màu xanh nguyên khí đột nhiên hội tụ, toàn bộ tập trung ở trong tay của hắn, sau đó đột nhiên đột nhiên ác phát, ngưng tụ thành một đạo hơn một trường thô cột sáng, như chậm mà nhanh, hung hăng hướng phía dưới điện bắn tới. Cùng lúc đó, từ những khác phương hướng bắn tới đồng dạng cột sáng. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẩm, da cam, và nd xanh lá, xanh thẩm, xanh da trời, tím. Trường ngũ hành nguyên khí còn có tinh khiết âm lực cùng ma khí. Bảy đạo cột sáng đụng vào nhau, nhưng vô thanh vô tức, ngược lại bắt đầu dung hợp, một cổ quái pháp trận dần dần thành hình liễu. Vừa lúc ở vào đại điện bầu trời, cũng chính là thiên hạ tuyệt trận mắt trận. Nơi này phòng ngự là mạnh nhất, nhưng vừa lúc cũng là trận này nhược điểm. Chỉ cần đem công phá, lần này cấm chế sẽ tan thành mây khói liễu. Bảy đạo cột sáng biến hóa ra tới trận pháp, nói toạc ra là một vòng tròn, sáng bóng ngất lưu chuyển, vài đầu quái thú ở phía trên như ẩn như hiện. Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng một đầu cũng nhận thức không ra, kia giữ tận hung ác không dưới đào ngạc, tám chín phần mười là ma giới vật. Dĩ nhiên, Lâm Hiên hiện tại cũng lười quản điều này. Cho dù biết vừa có chỗ lợi gì. Một tiếng kinh thiên động địa rống to truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy cổ ma trên mặt, cánh mơ hồ toát ra mấy phần thống khổ, một ngụm màu đỏ tím ma viêm, phục lên vào kia hắc vụ. Thê lương thanh âm truyền vào lỗ tai, màu đen ma vụ bắt đầu cuồn cuồn màu sắc dần dần chuyển làm máu đỏ kia mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng quỷ vật tất cả đều huyết tế thành công ô phản phất phật gió núi thổi qua nhưng càng giống là vạn quỷ tề đủ khóc sau đó những thứ kia màu đỏ như máu ma vụ toàn bộ cũng dung nhập vào vào tròn trong mâm kia vài đầu quái thú hư ảnh bắt đầu trở nên cuồng nổi hẳn lên cổ ma chú ngữ thanh không ngừng truyền vào bên tai phá theo lần này ma một tiếng tình thiên phích lịch loại hét lớn, bất khả tư nghị một mạng xảy ra. Quái thú hư ảnh cùng nhau nổ bung, sau đó một con khổng lồ vô cùng ma trảo ra hiện tại liễu trước mặt. Nhảy vọt có trăm trượng hơn, giữ tận vô cùng. Nhìn thấy kia móng vuốt một khắc, Lâm Hiên thậm chí có một loại mau cốt tủng nhiên cảm giác, tự phản phất bị con cọc trành thượng con mồi, tin tưởng giờ phút này cảm thụ, sẽ không so với ếch bị xà cuốn tốt hơn bao nhiêu rõ ràng chỉ là một móng vuốt mà thôi, nhưng không giải thích được cảm giác mình giống như là đối mặt cao cấp tồn tại con kiến hôi. Vật này, tuyệt đối là đại có lai lịch. Nghiệt Long Đang lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to truyền vào lỗ tai, dĩ nhiên nghe thấy, chỉ có lâm hiên một, thiên cơ phủ dặm, Nguyệt Nhi trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt vật, một chút linh tán trí nhớ tự hồ trở lại trong đầu. Nghiệt Long, đây là ma giới đại thống lĩnh sủng vật Nghiệt Long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1491 Chương 1491 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tay áo bào phất một cái, nhất đạo quan hà hiện lên, tự như nọ, na, tư đồ phương hung hăng chọc tới Coi như khiến cho nhất điểm hoài nghi, cũng không có vấn đề gì, lúc này nhìn chính ai có thể đủ hạ thủ khoái một chút lâm hiên động tác tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng nọ na quan hạ một quyển liền đem đối phương trữ vật đại túi thủ lấy ở tại trong tay mặt lâm hiên thấy rất rõ ràng cách đó không xa điền tiểu kiếm trên trán gân xanh hung hăng nhảy một chút sắc mặt khó coi được muốn tử người này mặc dù không hiểu cái gì trận pháp cấm chế nhưng ánh mắt cũng là nhất đẳng nhất thông minh giảo hoạt càng là ít có người có thể cùng chi tướng so sánh. Hắn đồng dạng nhìn ra, tư đồ phương xuất ra vài món pháp khí không phải chuyện đùa, giá trị chỉ sợ là rất khó nã tinh thạch phỏng đoán. Vốn là tưởng thu vào trong túi, biết được lại bị Lâm Hiên đi đầu một bước. Cái này mệt ăn được thật sự là trong lòng cực không thoải mái. Ngược lại Lâm Hiên trên mặt lại còn lộ ra cực kỳ chán ghét nụ cười. Huynh đệ, ta biết trong tay ngươi không dư giả, cho nên ta liền thủ, lấy, này ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bảo vật, mặt khác hai tên đại tu sĩ thu hoạch, sẽ để lại cho ngươi. Ở mặt ngoài nghe, này phiên nói hợp tình hợp lý, mảy may cũng không giống như chính mình chiếm đại tiện nghi, ngược lại thì tại là đối phương suy nghĩ. Điền tiểu kiếm dở khóc dở cười, sắc mặt trở nên cùng gan heo không sai biệt lắm, nếu không phải chung quanh có nhiều như vậy nhìn chầm chầm lão quái vật, đối thượng lâm hiên hắn lại không có mười phần nắm chắc quả thực hận không thể tế xuất u minh toái tâm kiếm cùng cái đó liều mạng. Tuy nhiên hiện tại, lại chỉ có thể thâm hiếp sâu, đem đầy ngập quán độc, cấp ngành hạ xuống đi xuống, dĩ điền tiểu kiếm tâm cơ, lại sao lại không hiểu được nhỏ không nhẫn nhịn, tất loạn đại mưu đạo lý. Nhẫn được nhất thời khí, cái này tràn tử chính mình một ngày nào đó hội, gặp, tìm trở về. Ha hả, đa tạ đại ca hảo ý, nọ, na, tiểu đệ liền không khách khí ngoài miệng nói như thế trứ điền tiểu kiếm thủ rung lên, nhất đạo hắc khí cùng cùng ma xuất, hóa thành một cái, con, đen nhánh đại thủ, đem tên khất cái cùng lão tỷ trữ vật đại, túi, chọc vào trong tay. Tuy nhiên hắn hôm nay đã tiến giai ly hợp, này dạng bảo vật, lại sao lại thực sự có nhiều hơn tác dụng, cũng không thèm nhìn tới liền dắt bên hông. Lâm Hiên khóe miệng có chút thượng kiều, thủ nhất chiêu, đem mặt khác hai cái, người, trữ vật đại, túi, cũng lấy trở về cả quá trình rất nhanh bất quá vài tức công phu nhưng nọ na vài tên lão quái vật rõ ràng đã đẳng v v được không nhịn được hai vị có hoàng không để yên chính là vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ trữ vật đại túi liền cho các ngươi như thế tham lam chưa từng thấy này dạng cùng ly hợp kỳ tu tiên giả một hồi trừ ra tiên nhân bảo vật còn lại đồ các ngươi mặc dù cầm đi tốt lắm bổn tôn sẽ không cùng các ngươi tranh cổ ma không nhịn được thuyết vạn giao vương cũng phụ họa theo đuôi, hai tên âm hồn thái độ đồng dạng không sai biệt lắm. Chỉ có đình lâu mi đầu nhất chọn, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ. Này ngoài ý muốn vấn đề nhỏ, ngược lại nhượng vài tên lão quái đối Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm buông lỏng cảnh giác. Lâm Hiên quan sát đến này một màn trong lòng cao hứng thị có thể nghĩ. Đương nhiên, ở mặt ngoài, như trước bất động thanh sắc, này xem như thu hoạch ngoại ý muốn. Đa tạ các vị đạo hữu, chúng ta tốt lắm, cái này đem cấm chế bài trừ. Nghe Lâm Hiên nói như vậy cổ ma trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ, đột nhiên mở ra bồn máu đại khẩu, nhất đạo nhi tí thô ma quan phục lên mà xuất. Nọ, na, ma quan ly khẩu sau này lập tức bạo khai, nhất đoàn đoàn nồng đậm hắc vụ, xuất hiện ở trước mắt, theo sau đón gió khuếch tán, đem năm tên không thể động đậy nguyên anh tu sĩ cùng nọ, na, hơn mười đầu quỷ quái, vừa nổi lên bao bọc đứng lên. Bọn người kia trên mặt đều bị lộ ra sợ hãi dĩ cực thần sắc mắng thanh càng phát ra ác độc, đáng tiếc không có hữu dụng chỗ khi bọn hắn bị hắc vụ bao bọc, nọ, na, tiếng mắng cũng bị kêu thảm thiết cấp thay thế. Thình thịch thình thịch bạo liệt thanh truyền vào cái lỗ tai cổ ma hai tay huy vũ, trong miệng cũng có gian nan thâm sáp chú ngữ thanh truyền ra. Một cái, người, cái, người, đấu đại pháp ấn trước người lóe ra, theo sau toàn bộ dung nhập vào tiếng hắc vụ trong các vị đạo hữu còn chờ cái gì khoái vừa nổi lên động thủ lại được đối phương chỉ lệnh sau này lâm hiên cũng không trì hoãn hít vào một hơi thân thể chậm rãi nhảy lên cao dựng lên nơi này mặc dù có cấm không cấm chế nhưng toàn lực thi triển cũng không phải không thể đủ vượt qua bất quá tưởng phi hành nhanh chóng bất quá là nằm mơ giữa ban ngày thôi vô số màu xanh quan điểm xuất hiện ở lâm hiên trước mặt những này hay không thì phong thuộc tính thiên địa nguyên khí Lâm Hiên mặc dù có khả năng thao túng ngũ hành chi lực, nhưng này chủng sau này, hắn tự nhiên là sẽ không bại lộ. Còn lại vài tên lão quái vật cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cổ ma, bảy người mơ hồ sắp hàng thành bắt đấu thất tinh hình trạng. Mạnh mẽ. Lâm Hiên một ngón tay hướng trước điểm đi, màu xanh nguyên khí đột nhiên hội tụ, toàn bộ tập trung với trong tay của hắn, sau đó đột nhiên đột nhiên ác phát, ngưng tụ thành nhất đạo trường hứa thô cột sáng, giống như hoảng thực khẩn cấp hung hăng hướng tới phía dưới điện xạ đi cùng lúc đó từ mặt khác phương hướng phóng tới đồng dạng cột sáng xích chanh hoàng lục thanh lam tử trừ ra ngũ hành nguyên khí còn có tinh khiết âm lực cùng ma khí thất đạo cột sáng đánh chung một chỗ lại vô thanh vô tức ngược lại bắt đầu dung hợp một cái người cổ quái pháp trận dần dần thành hình vừa lúc ở vào đại điện trong không trung cũng thì thiên hạ tuyệt trận trận nhãn chỗ Nơi này phòng ngự thì cực mạnh, nhưng vừa lúc cũng là trận này nhược điểm. Chỉ cần đem công phá, này cấm chế sẽ tan thành mây khói. Thất đạo cột sáng biến hóa ra trận pháp, nói toạc ra thì một cái, người, viên bàn, mặt ngoài quan vận lưu chuyển, vài đầu quái thú tại mặt trên như ẩn như hiện. Lâm Hiên cũng coi như kiến thức trong lớn, lại một đầu cũng nhận thức không xuất, cái đó hung ác hung ác không dưới đảo ki, 8-9 phần 10 thị ma giới vật. Đương nhiên, Lâm Hiên hiện tại cũng lười quản điều này. Coi như biết lại có chỗ lợi gì. Một tiếng kinh thiên động địa rống to truyền vào cái lỗ tai. Chỉ thấy cổ ma trên mặt, lại mơ hồ toát ra vài phần thống khổ, một cái tử hồng sắc ma viêm, phục lên tiếng nọ, na, hát vụ. Thê lương thanh âm truyền vào cái lỗ tai, hát sắc ma vụ bắt đầu cuồn cuộn, nhan sắc dần dần chuyển là huyết hồng, nọ, na, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng quỷ vật tất cả đều huyết tế thành công ô phản phất gió núi thổi qua nhưng càng như là vạn quỷ tề khóc theo sau những này huyết hồng sắc ma vụ toàn bộ đều dung nhập vào vào viên bàn bên trong nọ na vài đầu quái thú hư ảnh bắt đầu trở nên cuồng nổi hẳn lên cổ ma chú ngữ thanh không ngừng truyền vào bên tai phá cùng với này ma một tiếng sấm nổ ngang trời loại hét lớn khó có thể tin nổi một màn xảy ra quái thú hư ảnh vừa nổi lên bào khai theo sau một cái con thật lớn vô cùng ma trảo xuất hiện ở trước mặt. Nhảy vọt có trăm trượng dư, hung ác vô cùng. Đang nhìn thấy nọ, nà, móng vuốt một khắc, Lâm Hiên dĩ nhiên có một loại sẩn gai ốc cảm giác, liền phản phất bị lão hổ trành thượng mồi săn, tin tưởng giờ phút này cảm thụ, sẽ không so với bị xà bò lên ít hảo rất nhiều. Rõ ràng chỉ là một cái, con, móng vuốt mà thôi, lại khó hiểu cảm giác được chính mình như là đối mặt cao dai tồn tại con kiến hôi. Vật này, tuyệt đối thì đại có lai lịch. Nghiệt Long Đang lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to truyền vào cái lỗ tai, đương nhiên nghe thấy, chỉ có Lâm Hiên một cái, người, thiên cơ phủ lý, Nguyệt Nhi trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt vật, một chút trải rác trí nhớ tự hồ đã trở về trong đầu. Nghiệt Long, đây là ma giới đại thống lĩnh sủng vật Nghiệt Long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.